Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiến Phong Official. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục up lại các tập tiếp theo của bộ truyện Khủng Bố Sống Lại, từ tập 61 đến tập 63, tác giả Phật Thiền Liên Hoa và bản dịch của nhóm dịch giả Bánh Bao. Lần trước thì mình up tập nó dài quá, thì chắc là mình sẽ up ngắn hơn, 3 tập, 2-3 tập một lần thì sẽ up đều hơn cho mọi người nhé. Bởi vì thực ra nếu mà ghép nhiều tập thì nó dài, với lại cái gender lại nó lâu quá thì anh em cũng đợi cũng dục. Thì bây giờ sẽ khoảng 3 tập và mọi người hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, những comment cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này mà mình đã ghép từ từ tập 1 đến tập 2 đó. Thì rất mong mọi người hãy vẫn ủng hộ Phong nhé. Bởi vì bộ truyện này thì mình chưa thể đọc tiếp được mà vẫn đang trong quá trình up lại để nghe ngóng tình hình xem như thế nào. Thì rất mong anh em hết sức thông cảm. Mặc dù biết nó đã như này thì nó mất đề xuất rất là nhiều. Tuy nhiên là khi mà nó hoàn hảo lại, up lại được từ đầu đến cái tập hiện tại thì mình sẽ tiếp tục làm bộ này. Nó sẽ chỉn chu hơn và nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ thì những cái tập truyện bây giờ mình đang up lại ấy, thì nó sẽ vẫn là những cái video cũ và cái hình nền cũ ngày xưa. Nhưng mà có chỉnh sửa một chút để cho nó phù hợp thì cũng rất mong anh em mà hiểu và thông cảm nhé. Nhiều anh em có nghe thì nói là sao vẫn cứ chào MC kênh MC Tiến Phong hay là gì gì đó, thì mình đã nói rồi, đó là mình up lại để cho nó phù hợp và để cho mọi người trải nghiệm tốt hơn trên cùng một kênh. Ok, bây giờ xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo từ tập 61 đến tập 63, Khủng Bố Sống Lại. Thành phố Đại Sương xuất hiện chuyện nghiêm trọng đến mức như thế này rồi, cho nên muốn giấu giếm cũng chẳng thể nào được nữa. Mặc dù các ban ngành không trực tiếp đưa tin tức nói tới chuyện này, hiện tại đã là thời đại nào rồi, thời đại internet nhan nhản, nên mọi chuyện diễn ra ở bên trong thành phố Đại Dương đã được người khác lan truyền ra toàn bộ khu vực châu Á. Cùng với việc có một số tổ chức cố gắng tuyên truyền việc này, tin tức này cũng xuất hiện ở bên trên một vài diễn đàn ở nước ngoài. Là do nhà máy nào dò dỉ chất thải sao? Hay là chuyện thần bí? Hiện tại toàn bộ thành phố Đại Sương đã bị lớp sương bụi này bao phủ 10 ngày rồi. Mọi người có nghĩ là có quỷ thực không? Mỗi ngày đều có những vấn đề mới, những bài viết mới đăng đầy các diễn đàn. Mặc dù tiêu đề có khác nhau, nhưng mà nội dung lại không khác nhau mấy. Toàn bộ đều nói đến chuyện của thành phố Đại Sương. Dù ở bên trong đất nước của mình sinh sống, đột nhiên xuất hiện chuyện cả một thành phố bị lớp sương bụi bao phủ, thì sao lại không quan tâm đến được cơ chứ? Hơn nữa những người có may mắn sống sót ở bên trong thành phố Đại Sương, tự nhiên cũng sẽ thông qua các phương thức liên lạc khác nhau để gửi tin tức ra bên ngoài. Bọn họ liên hệ với người thân, bằng hữu, sau đó gửi cho người đó xem những bức ảnh chụp hay là video mà họ đã quay ở trong này. Đồng thời có một người tự xưng là người dân ở bên trong thành phố Đại Sương viết một bài viết và đăng lên trên mạng. Hóa chất của công ty nào đó bị dò gì sao? Mọi người đừng có tin những lời như vậy. Ngay cả thiên tai cũng không phải luôn. Mà nguyên nhân chính của lớp sương bụi đang bao phủ toàn thành phố Đại Sương chính là do quỷ làm ra. Hiện tại tôi còn đang bị mắc kẹt trong thành phố Đại Sương. Hai ngày trước tôi còn tận mắt thấy một người phụ nữ mang thai, nhưng mà lại kêu gào thảm thiết ở khu vực chung cư của tôi. Sau đó có một đứa trẻ sơ sinh màu xanh đen xé bụng của người phụ nữ kia và leo ra ngoài. Nhưng phải biết là người kia mới mang thai được có 10 ngày. Thứ kia tuyệt đối không phải là trẻ sơ sinh bình thường được, mà nó là quỷ. Thế nhưng phía dưới lại có một số người comment lại và bảo rằng đó chỉ là việc sinh đẻ bằng mổ thôi, vậy mà chủ thớt đã có thể miêu tả nó thành chuyện ma quỷ được. Chủ thớt mà không đi viết tiểu thuyết thì đúng là lãng phí. Lại là chuyện ma trên internet. Sao dạo này trên mạng lại xuất hiện nhiều chuyện ma quỷ thế? Tôi nhìn mà phát ngán luôn rồi. Chẳng lẽ là không có thứ gì mới hơn nữa sao? Ví dụ như là cuộc xâm lấn của người ngoài hành tinh, hay là chuyện dị giới nào đó cũng được. Nếu mọi người muốn biết thực hư về mọi chuyện của thành phố Đại Sương, thì nhanh xem livestream của Vĩ đi. Hiện tại Vĩ cả đang livestream trong thành phố Đại Sương. Hơn nữa mỗi comment có thể được 1 vạn tiền mặt đấy. Thứ mà tôi không sợ nhất chính là quỷ. Mấy người có lẽ không tin, nhưng mà sư phụ của tôi là người của Long Hồ Sơn,
có nghề gia truyền là bát quỷ, trước đó đã ẩn cư nhiều năm, có lẽ hiện tại tôi sẽ phải tái xuất giang hồ thôi. Bắt cái cọng lông ấy, có phải là bắt lấy cái bàn phím kia hay không? Mặc dù hiện tại chuyện xảy ra ở thành phố Đại Dương có ảnh hưởng rất lớn đối với đất nước, thế nhưng nguồn tư tưởng chủ lưu của đa số mọi người hiện tại vẫn còn đang chưa tin tưởng vào chuyện linh dị. Cũng có thể đây là do sự cố gắng kiềm chế của cảnh sát quốc tế sau khi xảy ra những chuyện linh dị. Nhưng mà hiện tại, khi mà chuyện linh dị của thành phố Đại Dương đã bắt đầu nổi lên, khi đã ủ đủ lâu, có lẽ chuyện linh dị lần này là cầu nối, là bước quan trọng đầu tiên ở trong việc truyền bá phổ cập lại tình hình thực tế cho người dân cả nước. Chỉ cần sau này tổng bộ cảnh sát quốc tế không còn cách nào để đè những chuyện linh dị sẽ xảy ra ngày càng nhiều xuống kia, đến một ngày nào đó mọi người cũng sẽ biết được việc có lệ quỷ tồn tại. Thế nhưng khi đến đó sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết được. Mà hiện tại những sự phản ứng từ bên ngoài của một số người kia chỉ là râu ria mà thôi. Vương Tiểu Minh ngồi ở trước máy vi tính, gõ gõ bàn phím để hoàn thành bài báo cáo về hành động lần này. Hành động lần này đã bị thất bại, theo đó toàn bộ thành phố Đại Dương nhất định phải chuẩn bị tốt cho việc cách ly với bên ngoài, để tránh cho chuyện linh dị của quỷ chết đói lan rộng ra, tạo thành tổn thất lớn. Hắn ta tin tưởng thất bại là mẹ của thành công. Lần hành động này bị thất bại nhưng là cơ sở cho sự thành công của lần sau. Hiện tại hắn ta đã hiểu được khá kỹ càng về 4 giai đoạn tiến hóa của quỷ anh, còn có con quỷ đầu nguồn. Tiếp đến, chỉ cần bên phía tổng bộ cảnh sát quốc tế có được nhãn nhân thủ tương ứng, như vậy hắn ta sẽ lập tức lập được kế hoạch xử lý chuyện này, có thể giải quyết được chuyện linh dị lần này. Thật ra chuyện linh dị lần này cũng không hoàn toàn là chuyện linh dị khó giải, chỉ là hiện tại toàn bộ thành phố Đại Dương đang ở trong tình trạng bị cách ly với thế giới bên ngoài, không có được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mà chuyện linh dị lần này sẽ không thể nào xử lý được, mà chỉ bằng người còn sót lại trong thành phố hết. Hiện tại đã cách lần hành động thất bại kia 4-5 ngày. Như thế thành phố Đại Dương đã bị lớp sương bụi kia phong tỏa tận 10 ngày. Thời gian này có thể không dài, nhưng mà nó không hề ngắn. So với những ngày đầu tiên khi xảy ra chuyện linh dị, hiện tại tòa thành thị này đã dần dần rơi vào chiều hướng diệt vong. Bất kể là ngày hay là đêm, số lượng người đi lại trên đường ở trong thành phố cũng càng ngày càng ít. Trước đó còn có thể thấy được một số xe cộ chạy qua lại trên đường, người người qua lại, bọn họ tranh nhau mua vật tư sinh hoạt. Thế nhưng mà hiện tại ở trên đường chỉ còn thỉnh thoảng lắm mới thấy một vài con chuột hay là chó, mèo hoang đi lang thang. Còn người sống thì không hề nhìn thấy, dù chỉ là một bóng người. Có lẽ là người dân trong thành phố đang lẩn trốn ở trong nhà để chờ đợi chuyện linh dị này kết thúc, cũng có thể trải nghiệm được loại cảm giác tuyệt vọng đến cực độ của cuộc sống này rồi. Hoặc là bọn họ đã chết một cách vô thành vô tức ở trong chuyện linh dị lần này. Hiện tại không có ai thống kê được chuyện linh dị quy mô lớn này có tác động đến bao nhiêu người. Nhưng có một điều tất yếu mà những người sống sót phải làm, chính là tiếp tục suy nghĩ cách để cố gắng sống sót tiếp. Bên trong tiểu khu Quan Giang, có thể nói là Trương Hiền Quý đã dốc hết vốn liếng chỉ để xây dựng được phòng an toàn. Vì lưu lại công nhân làm việc mà ông ta đã không tiếc khi tăng tiền lương đến 1 vạn một ngày. Thế nhưng với cái giá đó mà vẫn không cách nào ngăn cản được những người công nhân kia bỏ việc, nên tiến độ công trình càng lúc càng chậm. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là tiểu khu này không hề có quỷ xuất hiện. Nếu không có lẽ toàn bộ công nhân còn lại đã chạy mất dép rồi. Đến khi đó, căn phòng an toàn kia đừng hòng mà mong hoàn thành được. Nhưng vốn là nhân vật mấu chốt, vậy mà lúc này Dương Gian lại vẫn bình chân như vậy, không có một chút lo lắng nào hết. Thậm chí hắn còn không thèm quan tâm đến việc công trình kia có hoàn thành hay không nữa. Ngoài ra hắn còn không thèm quan tâm đến tình trạng hiện tại của thành phố Đại Dương như thế nào. Hiện tại đang là thời khắc sinh tử tồn vong, thế nhưng hắn lại ngồi ở trong phòng vọc máy tính. Đại ca, bên trái, cậu bóng qua bên trái đi, cổng có hướng đó. Đúng rồi, nhanh, nhanh bắn tên kia đi. Tôi đã xử lý 3 tên rồi. Nếu không phải chị Đại Giang kia ném cho tôi một quả lựu đạn
thì tôi sẽ làm gọi cái thằng nhóc này ngay. Trời ơi chị Giang, chị nằm sấp chỗ đó làm gì? Sao không tranh thủ thời gian mà cứu tôi đi? Mau cứu tôi đi. Giờ phút này Trương Vĩ đang la hét. Hắn ta đang gánh Dương Gian và Giang Diễm đi ăn gà, tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Trước kia chỉ có một mình Dương Gian còn tạm tạm một chút, rồi sau hắn cũng biết được một chút về trò chơi này. Thế nhưng hiện tại chị Đại Giang này lại là một cục u ác tính chính hiệu, ngay cả lựu đạn mà còn ném xuống dưới trần. Bình tĩnh đi, từ từ, gần đây tôi tập bắn súng nên xử lý tên kia dễ dàng ấy mà. Dương Gian nhấn phím giữ vững chuẩn, sau đó công lên trước. Kết quả là hắn ta vừa ló đầu ra ngoài thì đã nằm sấp trên mặt đất. Giang Diễm đang nằm thì cũng nằm luôn, không dậy được nữa. Trò chơi kết thúc, hình chuyển sang màu xám. Giang Diễm nói: hả? Sao tôi lại chết? Trường Vĩ chứng kiến hết một màn vừa rồi, nhất thời chửi ầm lên: còn mẹ nó, thằng con hoàng chết tiệt này, thế mà dành canh lâu như vậy, tôi còn tưởng là cao thủ gì đó chứ. Hey, đại ca, cậu có cách gì truy tùng tin tức của thằng này trên mạng không? Chúng ta qua xử lý tên chó chết này đi. Thế nhưng hắn ta còn chưa có nói xong, đột nhiên màn hình nháy một cái, sau đó tắt. Đồng thời toàn bộ đèn ở trong phòng cũng tắt theo. Có quỷ! Giang Diễm sợ hãi hét to một tiếng, sau đó lập tức chạy đến và núp sau lưng của Dương Gian. Trường Vị nói: nhất định là mất điện rồi. Đại ca, có phải là cậu chưa trả tiền điện tháng này đâu chưa? Dương Gian nói: tôi không có rõ, để tôi tìm hiểu xem sao. Kết quả rất rõ, chuyện này không phải là do hắn ta chưa nộp tiền điện, nguyên nhân chính là do trạm điện thành phố đã xảy ra vấn đề. Chỉ sợ sau khi trạm điện bị cắt sẽ khó có thể mở lại lần nữa. Xem ra mức độ ảnh hưởng của chuyện linh dị đã càng ngày càng lớn. Rất nhanh, Vương Tiểu Minh đi tới. Hắn ta thấy ba người thì nhíu mày một chút, sau đó nói: hiện tại là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng để chơi game? Dương Gian bỏ tai nghe xuống mà nói: cái này gọi là tìm niềm vui trong cuộc sống khổ cực mà thôi. Cái loại người như anh thì không cách nào có thể hiểu được đâu. Đúng rồi, anh tìm tôi làm gì vậy? Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói: ngay vừa rồi, trung tâm thành phố Đại Dương đã bị luân hãm, ở đó xuất hiện quỷ anh, mà số lượng là cực kỳ nhiều. Dương Gian nói: anh nói chuyện đó với tôi làm gì? Ngay từ đầu chúng ta cũng đã biết được số lượng quỷ anh là cực kỳ nhiều rồi mà. Vương Tiểu Minh nói: cậu là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, việc này là trách nhiệm của cậu. Hơn nữa chẳng lẽ cậu không hiểu được việc quỷ anh tập trung tại một chỗ sẽ có ý nghĩa như thế nào sao? Đương nhiên là tôi biết tôi là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, tôi cũng biết được là do trách nhiệm của tôi. Nhưng điều đó thì cũng có nghĩa là tôi phải đi chịu chết đâu. Với lại tôi cũng hiểu được tình hình hiện tại của tôi thế nào mà. Dương Gian chân thành nói tiếp: trước đó quỷ anh có thể ẩn nấp, lần trốn, bọn chúng chỉ giết người một cách vụng trộm. Nhưng mà sau này, vì sao hiện tại bọn chúng lại chủ động xông ra ngoài? Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ là do con quỷ đầu nguồn kia muốn tiến hành thu hoạch toàn bộ thành phố. Từ một mối nguy hiểm tiềm ẩn, sau đó diễn biến thành một trận tai nạn lớn. Đây không phải là một quy luật phát triển bình thường sao? Cũng chính vì nghĩ đến chuyện này cho nên tôi mới xây dựng phòng an toàn. Bởi vì không có cảnh sát quốc tế hại chết nên con quỷ đầu nguồn này không cần kiêng nể gì hết mà tự do trưởng thành. Lại thêm việc con quỷ đầu nguồn kia có khả năng diễn sinh ra nhiều quỷ anh như thế, ngay từ đầu có thể đoán được bộ dạng sau này của thành phố, chứ không cần đợi đến tận bây giờ mới biết. Chỉ là diễn biến của chuyện này có chút nhanh. Mặt Vương Tiểu Minh tối sầm lại: phòng an toàn chỉ có thể bảo vệ tối đa mấy người mà thôi, cứ cho là cố thì cũng chỉ là tầm 20 người. Nhưng mà cậu có biết số lượng dân của một thành phố là bao nhiêu hay không? Dương Gian nói: ý của anh là muốn tôi cứu toàn bộ người của thành phố này sao? Nhưng mà anh có biết đó không phải là trách nhiệm của cảnh sát quốc tế không? Đó là trách nhiệm của Chúa, của Thượng Đế. Anh nhìn tôi xem có thấy tôi giống Chúa không? Trường Vĩ, cậu thử nói xem tôi là ai nào? Dương Gian nói: anh đã nghe thấy chưa? Tôi không phải Chúa, tôi chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ người cần bảo vệ. Đúng ra hiện tại anh phải thấy may mắn mới phải. May mắn vì đến giờ anh vẫn còn có thể đứng đây mà nói chuyện với tôi, chứ không phải là bỏ mạng ở trong căn phòng phẫu thuật của bệnh viện kia. Vương Tiểu Minh nhìn Trương Vĩ, sau đó nói: nhưng tôi có thể đoán ra được, cậu vẫn còn năng lực khác,
nhưng cậu lựa chọn che giấu đi. Một người vốn dĩ phải chết để có thể sống. Cậu có một số bí mật mà tôi không biết đến. Dương Gian nói. Cho nên làm sao? Anh phải hiểu ai cũng có bí mật riêng của mình, và anh cũng không ngoại lệ. Vương Tiểu Minh nói. Cho dù việc này chỉ có một tí cơ hội nhỏ nhoi, thì hẳn cậu cũng nên thử chứ. Thật ra tôi hiểu yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng mà những gì tôi làm được tôi đều làm hết cả rồi. Cậu vẫn có thể làm được rất nhiều thứ hơn. Hiện tại nếu cậu muốn thì có lẽ vẫn còn kịp. Chứ đừng chờ đến khi thứ kia thu hoạch xong, cậu sẽ không còn cơ hội nào đâu. Mà hành động của cậu cũng chẳng có chút ý nghĩa nào nữa. Dương Gian bình tĩnh nhìn hắn ta. Quả nhiên cái chết của Trương Vĩ đã bị hắn ta điều tra ra. Mặc dù không biết Vương Tiểu Minh dùng cách gì để điều tra chuyện này, nhưng mà lần trước tại hiện trường có khả năng nhiều cảnh sát lấy khẩu cung, có lẽ có một số đầu mối nào đó được ghi vào trong hồ sơ. Vì thế Vương Tiểu Minh đã đoán ra được. Có điều hiện tại Vương Tiểu Minh cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Hắn ta chưa xác định. Dù hắn ta có thông minh như thế nào đi nữa thì cũng không thể đoán ra được sự tồn tại của gương quỷ. Hiện tại khả năng cao hắn chỉ suy đoán, nên mới dùng cuộc trò chuyện này để kiểm tra xem thật hư như thế nào. Dương Gia nói. Nói xong rồi chứ? Nếu xong anh có thể đi được rồi. Anh đã biết tình trạng của tôi lúc này không được tốt đúng không? Nói không chừng tôi sẽ khôi phục bất cứ lúc nào. Xui xẻo thì khôi phục lại. Người đầu tiên tôi giết là anh đấy. Ngay lập tức điện thoại di động định vị vệ tinh đột nhiên truyền đến thanh âm của Lưu Tiểu Vũ. Giáo sư Vương, ngài đừng có kích thích Dương Gian. Cấp trên đã bắt đầu hành động theo kế hoạch. Hiện tại việc quan trọng nhất của ngài là sống sót dưới sự bảo vệ của Dương Gian. Ít nhất ngài cũng phải cố gắng sống sót qua 15 ngày. Dương Gian nhếch miệng cười một tiếng. Anh nghe thấy rồi chứ? Lương tâm của tôi lại cứu anh thêm một lần đó. Nhưng mà Vương Tiểu Minh vẫn cố chấp. Hắn ta nói tiếp. Nếu cậu còn cách nào đó thì có thể nói ra với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. Hơn nữa nếu cậu có thể giải quyết chuyện này, tôi sẽ đáp ứng cậu một chuyện. Không kể là chuyện gì, nếu cậu muốn quỳ nến cũng được, hay giúp cậu khống chế con lệ quỷ thứ ba cũng được. Hoặc tôi sẽ giúp cậu tiếp xúc với thứ mà cấp bậc hiện tại của cậu không cách nào tiếp xúc. Thậm chí tôi sẽ đề cử cậu tham gia vào kế hoạch của đội trưởng. Dương Gian hỏi. Kế hoạch đội trưởng? Đó là cái gì? Vương Tiểu Minh nói. Vì cân nhắc việc trong tương lai chuyện linh dị sẽ xảy ra liên tục và nghiêm trọng hơn, phòng trường hợp cảnh sát quốc tế bình thường không có cách nào đảm bảo trị an cho một tòa thành thị được nữa. Cho nên từ nửa năm về trước, quốc gia đã lập một kế hoạch. Trước mắt nó có tên là kế hoạch đội trưởng. Mục đích của kế hoạch này là tập trung toàn bộ tài nguyên của quốc gia để bồi dưỡng một số người nhất định thành ngự quỷ nhân đỉnh phong. Hiện tại nếu cậu có thể giải quyết được chuyện linh dị của quỷ chết đói, công lao cậu rất lớn. Lại thêm đề cử của tôi, như vậy trong tương lai cậu sẽ có một vị trí trong kế hoạch đội trưởng của cảnh sát quốc tế. Dương Gian vuốt cằm nói. Nghe cũng có thú vị đó chứ. Không nghĩ tới phía trên lại có một kế hoạch như vậy. Thế nhưng chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ mục đích thực sự của kế hoạch này. Đối với chuyện trước mắt mà nói, bất kể là ngự quỷ nhân khống chế một con lệ quỷ hay là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, cả hai đều không cách nào đối phó được với việc liên tiếp xảy ra chuyện linh dị. Hơn nữa lệ quỷ cũng sẽ trưởng thành. Tốc độ trưởng thành của chúng lại cực kỳ kinh người. Nếu muốn đối phó với những con quỷ khủng bố thế này, chắc chắn phải cần những vị ngự quỷ nhân đỉnh phong. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện kế hoạch mà Vương Tiểu Minh vừa nói. Nếu được tuyển chọn tham gia vào đó thì đúng là một chuyện rất mê người. Tài nguyên của một quốc gia đều tập trung lại để bồi dưỡng. Như vậy những người được lựa chọn kia sẽ đạt đến một mức độ nào cũng là điều khó có thể tưởng tượng. Vốn dĩ ngự quỷ nhân là một đám quỷ đoàn mệnh, có thể sống sót được bao nhiêu thì còn không biết. Nhưng được tham gia vào kế hoạch bồi dưỡng của quốc gia, bản thân sẽ không cần lo lắng cho mạng sống nữa. Không cần phải nghĩ đến việc bản thân còn có thể sống được thêm bao lâu, bởi vì mấy chuyện đó đã được quốc gia quan tâm lo lắng giúp rồi. Vương Tiểu Minh nói. Với khả năng của tôi chỉ có thể đồng ý với cậu hai điều kiện. Nếu như cậu muốn tôi đập đầu xuống để xin cậu thì cậu cứ nói, tôi sẽ dập đầu cầu xin cậu. Sắc mặt của Dương Gian run lên khi nghe Vương Tiểu Minh nói như vậy. Quỳ xuống cúi lại một kẻ đã giết chết em trai của hắn.
tiền vương Tiểu Minh có thể chịu đựng được sao? Ánh mắt của Dương Gian đã có chút trốn tránh. Anh đúng là người cực kỳ vĩ đại. Thiếu chút nữa tôi đã thực sự cảm động. Thật ra tôi không hề lừa anh. Mặc dù tôi có một ít bí mật, nhưng những cái đó không cách nào có thể thay đổi cục diện này cả. Giống như những gì mà anh đã nói khi hành động kia của chúng ta bị thất bại. Chúng ta đã thua. Bởi vì muốn xử lý được chuyện linh dị này, cần phải có hai điều kiện. Vương Tiểu Minh hỏi, cậu đã đáp ứng được điều kiện nào rồi? Dương Gian suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại tôi chỉ có thể miễn cưỡng tiếp xúc với nó một lần, nhưng mà cần chuẩn bị một số thứ. Mặc dù thế, việc chuẩn bị của tôi vẫn cực kỳ nguy hiểm. Đại khái tỷ lệ thành công chỉ khoảng từ 10 đến 20%. Đó chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng mà nếu công cuộc chuẩn bị của tôi thất bại, tôi sẽ chết. Còn điều kiện thứ hai thì ai đến xử lý đây? Thứ kia không phải là một con quỷ bình thường đâu. Chúng ta không thể nào cầm mấy tấm vàng lá chạy đến quấn vài lớp là được. Nếu không hạn chế thứ kia, sẽ không cách nào giam giữ nó được. Vương Tiểu Minh nói, chúng ta có thể thử dụ nó vào trong phòng an toàn. Dương Gian lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ chút nào. Tôi cự tuyệt phương án đó. Tôi đã lộ ra cho anh nhiều thứ như thế, cũng là đã cố gắng cho tòa thành thị này lắm rồi. Anh nghĩ tôi không muốn xử lý chuyện này hay sao? Anh đừng quên quỷ anh giai đoạn thứ tư cũng là tôi liều mạng nhốt nó lại. Nếu anh không tìm được cách để thỏa mãn điều kiện thứ hai, tôi sẽ không tiến hành nữa. Có điều anh đừng có đánh chủ ý lên căn phòng an toàn kia. Nếu anh cố chấp muốn sử dụng nó, tôi sẽ giết anh. Hắn lập tức rút súng ra rồi đặt lên bàn máy tính. Trường Vĩ đứng bên cạnh thấy Dương Gian đặt khẩu súng xuống, nhưng mà nòng súng lại chĩa về phía hắn ta. Vì thế cẩn thận từng ly từng tí, dịch nòng súng nắm về phía Vương Tiểu Minh. Lỡ súng bị cướp cò thì chết. Vương Tiểu Minh trầm mặc một lát, sau đó quay người rời khỏi phòng máy tính. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn nói với điện thoại, Lưu Tiểu Vũ, cô không ngủ đó chứ? Nãy giờ cô có nghe hết rồi chứ? Hiện tại tôi cho cô 3 danh ngạch trong phòng an toàn. Cô giúp tôi tìm hai người cảnh sát có kinh nghiệm. Nhiệm vụ của bọn họ là canh chừng Vương Tiểu Minh 24/24. Ngoài trừ ăn ngủ nghỉ ra, tôi sẽ không cho phép hắn ta làm bất cứ chuyện gì. Còn danh ngạch thừa kia do cô sắp xếp, nếu trong thời điểm mấu chốt hắn ta lại gây sự, có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà phạm phải sai lầm. Vương Lưu Tiểu Vũ nói, tôi hiểu rồi, cho tôi 30 phút, tôi sẽ kiếm người cho cậu. Tôi cam đoan sẽ không để cho giáo sư Vương làm loạn đâu. Dương Gian nói, cô không cần phải cam đoan với tôi. Dù sao nếu cô không làm được thì tôi sẽ giết hắn ngay lập tức. Lưu Tiểu Vũ nghe được giọng điệu của hắn, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Tiền Dương Gian này cứ tùy tùy tiện tiện như vậy, nhìn cậu ta chẳng khác gì là một đứa trẻ cả. Đối với Dương Gian mà nói, người dám đánh chủ ý lên sự an toàn của người nhà và thân thích của hắn, thì đừng nói Vương Tiểu Minh chỉ là một giáo sư nổi danh toàn thế giới, mà ngay cả Thiên Vương Lão Tử hắn ta cũng dám liều mạng. Hắn có thể không sợ chết, hắn không quá coi trọng phòng an toàn, nhưng mà Dương Gian tuyệt đối không phá hỏng đường lui của bản thân. Một khi kế hoạch không thành công, vậy chẳng phải toàn bộ người sẽ bị chôn cùng tên điên Vương Tiểu Minh kia sao? Đây là một vụ mua bán không có lời. Quên mình vì đại cục là hành động của Thánh Mẫu, không phải của ngự quỷ nhân. Đúng lúc này, Dương Gian đột nhiên nhận được một đoạn tin nhắn từ chiếc điện thoại di động khác. Khi thấy nội dung của tin nhắn kia, sắc mặt Dương Gian trở nên hơi khó chịu. Giang Diễm tỏ ra cực kỳ ủng hộ đối với hành động của Dương Gian. Cậu phải cứng rắn lên, không nên nghe tên giáo sư Vương kia. Tôi cảm thấy hắn ta sẽ hại chết chúng ta đấy. Trường Vĩ thở dài một hơi rồi nói, tôi cứ nghĩ chỉ cần máy tính của bản thân có thể sống được cho đến hết đời, nhưng hiện tại xem ra ý nghĩa kia của tôi khâu chút ngây thơ rồi. Hiện tại không có điện thì máy tính làm gì được chứ? Thôi, tôi thấy bản thân vẫn nên ra ngoài chơi súng lục. Đại ca, cậu có muốn chơi không? Tôi sẽ cho cậu nhìn kỹ thuật bắn hai khẩu súng bằng hai tay mà môi tôi vừa mới luyện được. Dương Gian để điện thoại di động xuống, sau đó nhíu mày và nói, tôi phải đi ra ngoài một chút. Giang Diễm có chút sợ hãi, thời điểm mà như vậy mà cậu còn muốn chạy ra ngoài sao? Dương Gian nói, thử đóng vai công chúa một lần xem sao. Đúng rồi, khi tôi không có ở chỗ này, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ chạy đến kiếm Trương Hàn. Ngoài ra đừng để Vương Tiểu Minh mò lên tầng 5. Nếu hắn ta cứ nằng nặc đòi lên đó, Trường Vĩ,
cậu dùng súng bắn gãy chân hắn ta cho tôi. Trường Vĩ hỏi. Cậu cứ yên tâm, giao cho tôi là được. À đúng rồi, tôi muốn hỏi một chút, nếu bắn thì tôi nên bắn chân nào của hắn ta đi? Dương Gian nghĩ nghĩ một lát, sau đó nói. Chân nào cũng được, cái đó do cậu quyết, cậu thích chân nào thì bắn chân đó. Dương Gian lái xe trên con đường lớn yên tĩnh. Dù phía trước xe có bật đèn pha, nhưng mà ánh đèn không thể xua được lớp sương bụi ở trước mặt. Toàn bộ thành thị yên tĩnh tới đáng sợ, trừ thi thoảng có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc nỉ non của quỷ anh vang lên thì chẳng còn tiếng động nào khác. Vốn dĩ là một thành phố phồn hoa và náo nhiệt, nhưng hiện tại Đại Sương đang chết dần chết mòn vì quỷ anh. Ít ra lúc trước khi lái xe trên đường, Dương Gian không hề cảm thấy có chút xíu tức giận nào. Thế nhưng khi chứng kiến khung cảnh ngoài cửa sổ, tử vong đang khuếch tán, hoảng sợ tràn lan, tâm tình quán trở nên cực kỳ tồi tệ. Trong đầu quán vẫn còn đang suy tư về những gì mà Vương Tiểu Minh đã nói trước đó. Hắn ta đặt toàn bộ hy vọng lên mình, để mình chạy ra cáng đáng cái việc cứu Đại Sương như thế này. Thế nhưng những gì có thể làm được mình đều đã làm hết rồi. Mình cũng đã ra tay giam giữ con quỷ anh giai đoạn thứ tư kia. Thế nhưng kết quả thì sao? Mọi chuyện chỉ là trị được ngọn mà không giải quyết được gốc. Cái giá để làm được việc đó sao? Đã chết quá nhiều người. Diệp Phong, Tôn Nghĩa, Hà Xuyên, còn có những vị ngự quỷ nhân khác mà mình không biết tên. Đồng thời bản thân mình cũng đã dùng hết đoạn quỷ đến cuối cùng. Bản thân còn mạo hiểm sử dụng lực lượng lệ quỷ khi khôi phục lại để tăng cường lực lượng của mình. Còn kết quả sao? Khi con quỷ đầu nguồn kia xuất hiện, mình chỉ có thể bỏ chạy. Dương Gian vừa lái xe vừa tự giễu chính mình. Hành động lần đó thất bại, nhưng có thể trách ai được chứ? Hắn dốc hết toàn bộ những gì hắn có. Thứ đáng trách chính là hiện thực quá tàn khốc. Chẳng lẽ còn muốn hắn liều mạng đến chết mới vừa ý sao? Vương Tiểu Minh, giáo sư Vương, hắn có thể cao thượng, có thể buông bỏ cứu kiều hận, có thể xử lý mọi chuyện một cách công chính nghiêm minh. Hắn ta cũng có thể mạo hiểm bất chấp sinh tử. Nhưng mình thì sao? Sau lưng của mình còn có một đám người trông chờ mình gánh vác mạng sống cho họ. Nếu mình chết đi, đám người kia phải làm sao bây giờ? Hiện tại đã khác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà không ai hiểu hắn cả. Cũng chẳng có bất kỳ ai đi tới bảo với hắn là hắn đã làm rất tốt rồi. Không có một ai chịu buông lời cổ vũ cho hắn hết. Phải biết rằng Dương Gian chỉ học sinh cấp 3 mà thôi. Từ khi trở thành ngự quỷ nhân đến nay cũng chỉ khoảng 3 tháng, còn trở thành cảnh sát quốc tế vẫn chưa đến 15 ngày. Toàn bộ những thứ đó đối với hắn mà nói, chúng quá nặng nề. Đại nạn rơi đến đầu, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Cho nên những gì Dương Gian có thể làm hiện tại là cố cứu một đám người, sau đó nghĩ cách để cả đám cùng sống sót qua ngày đoạn tháng. Nếu tiếp tục liều mạng mà còn thất bại thì hắn sẽ không còn gì nữa. Hiện tại hắn không còn cái gì để trả giá cho thất bại lần nữa. Rầm một tiếng, bất chợt một tiếng rầm vang lên. Trong khu vực bị lớp sương bụi màu đen bao phủ, đột ngột xuất hiện một bóng người đi lại trên đường. Chiếc xe của Dương Gian đột nhiên đụng phải nó, sau đó cán trên người nó. Dương Gian kinh hãi, vội vàng lấy lại tinh thần. Hắn đụng phải người sao? Dương Gian ngay lập tức phanh xe lại, sau đó quay đầu ra phía sau để nhìn. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy kính chiếu hậu thì hắn đã thấy được người đang đi chậm rãi đứng dậy. Hai con mắt người kia là một màu đen thôi, làn da màu xanh đen. Mặc dù vừa nãy đã bị xe đụng gãy bờ vai, nhưng mà hiện tại nó vẫn đứng dậy và dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Sắc mặt của Dương Gian run lên, không dám mở miệng nói chuyện. Thứ kia không phải người, nó là quỷ anh giai đoạn thứ ba. Hiện tại thứ này đã đi lại trên đường một cách quang minh chính đại như thế này rồi sao? Chỉ cần hắn không mở mồm ra nói chuyện, quỷ anh sẽ không nghe được. Như vậy hắn chắc không thể nào bị nó tập kích được. Dù cho thứ này đã thấy được hắn, nhưng không sao, nó không phải là con quỷ ngọn nguồn, không phải là quỷ anh giai đoạn thứ đầu tiên. Việc nó nhìn thấy hắn cũng không sao hết. Xem ra những nghiên cứu và suy đoán của Vương Tiểu Minh đã hoàn toàn chính xác. Dương Gian đạp ga tiếp tục đi về phía trước. Thông qua kính chiếu hậu, hắn có thể thấy hiện tại con quỷ anh kia vẫn đứng yên tại chỗ,
và dùng cặp mắt quỷ dị kia nhìn về phía hắn. Đến khi chiếc xe lao về phía trước, thân ảnh nó dần dần biến mất trong bóng tối, toàn bộ mọi thứ lại khôi phục vẻ yên bình như lúc đầu. Nếu là người bình thường mà nói, khi xảy ra chuyện như vậy, người kia chắc chắn sẽ hét một tiếng và kết cục định rồi, người kia sẽ chết. Dương Gian thấy quỷ anh đã biến mất sau lưng, hắn thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ở trong tòa thành thị như thế này, cơ hội sống sót của người bình thường còn lại bao nhiêu, khi mà không có một ai biết được quy luật của thứ kia. Không có ai biết được tỷ lệ đó, mà hiện tại hắn cũng không có năng lực để đi xử lý chuyện linh dị này. Lần trước hành động đã bị thất bại, ép lệ quỷ sắp khôi phục. Mặc dù lúc này Dương Gian đã khống chế được, nhưng hắn không dám chắc lần tiếp theo khi hắn sử dụng lực lượng lệ quỷ thì chuyện kia sẽ không xảy ra. Tiếp tục lái xe về phía trước. Mặc dù đích đến của chuyến này không phải là ở trong trung tâm thành phố, thế nhưng ở trên đường hắn đi vẫn thấy có rất nhiều thứ quỷ dị. Những thi thể nằm ở hai bên đường với dạ dày bị móc ra, vỡ tuề tuét, cùng với những bóng người đang đi lại ở bên trong lớp sương bụi màu xanh đen kia. Cũng có những chỗ không còn lại thi thể người, nhưng để lại một miếng thịt hay lộn nội tạng của con người. Thỉnh thoảng hắn còn nghe được một vài tiếng la hét thảm thiết, cùng với tiếng khóc nức nở, kèm theo tiếng kêu cứu mạng. Nhưng không có một ai đáp lại những lời kêu cứu đó, mà xung quanh người đó xuất hiện nhiều bóng dáng cứng ngắc đi qua đi lại. Hiện tại tòa thành này đã biến thành một tòa thành quỷ. Những người sống sót chỉ có thể chờ đợi trong tuyệt vọng, chờ cho đến khi tính mạng của họ bị thứ kia hấp thụ. Dương Gian không phát ra một chút thanh âm nào hết, hắn chỉ chăm chăm lái xe và tiến về phía trước. Dường như là chỗ này chỉ còn lại hắn và người cuối cùng sống sót đi lại ở trên đường. Từ nãy đến giờ hắn không gặp được bất cứ người nào may mắn sống sót cả. Hắn biết khi toàn bộ thành phố bị lớp sương bụi kia bao phủ, người dân cũng cảm thấy được, bọn hắn lựa chọn ẩn núp ở trong nhà, giúp ở một góc cố gắng cầm cự cùng với lương thực và nước uống dự trữ. Bọn họ hy vọng làm được thế sẽ cầm cự được qua trận tai nạn này. Nhưng mà Dương Gian biết chuyện này là không thể. Cho dù bọn họ có cất trữ lương thực và nước uống nhiều cỡ nào đi nữa, nếu chuyện linh dị này không có hướng giải quyết thì kết cục của bọn họ vẫn chỉ là con đường chết. Điều khác nhau duy nhất ở đây là có người chết trước, có người chết sau. Còn chết trước hay là sau còn tùy vào lương thực cất trữ. Dù có thể thế đi nữa thì điều này cũng đúng là khi bọn hắn không kích hoạt điều kiện tập kích của quỷ anh. Đúng vào lúc này, bên trong điện thoại di động vệ tinh đột nhiên truyền đến thanh âm của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, theo vị trí hiển thị trên màn hình vệ tinh, tôi thấy cậu đã đi vào bên trong thành phố Đại Dương. Cậu không cần nói phải nói chuyện, tôi biết hiện tại cậu đang nằm ở trong khu vực nguy hiểm. Lần này gọi cho cậu cũng chỉ là muốn báo cho cậu biết có người muốn nói chuyện với cậu mà thôi. Nhưng hiện tại ở chỗ cậu lại chẳng nói được. Đến khi nào cậu trở về, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được rồi, tôi đã hết. Cậu cố gắng bảo trì im lặng, tránh xảy ra chuyện. Vừa nói xong, ở bên trong điện thoại lại truyền đến tiếng rè rè, chứng tỏ cô ta đã ngừng nói chuyện, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Dương Gian liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc điện thoại vệ tinh một lát, hắn hơi nhíu mày mà không có quá để tâm đến chuyện này. Lúc này là lúc nào rồi mà còn muốn nói chuyện chứ? Nói cái gì? Có phải là đọc điếu văn trước không vậy? Rất nhanh, hắn đã phanh xe và dừng lại. Chỗ này là một khu tiểu khu cũ kỹ thuộc khu phía nam của thành phố Đại Dương. Lúc đầu khu tiểu khu này cũng sắp bị hủy vì việc quy hoạch đô thị, nhưng mà cuối cùng vì nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, cho nên công tác tháo dỡ và di rời hơi chậm. Khu chung cư này chỉ có khoảng 7 tầng, hơn nữa nó đã rất cũ, bức tường đã biến thành màu đen, trên đó có những vết loang lổ của rong rêu, trông có vẻ hơi dơ dáy, bẩn thỉu. Hơn nữa khu vực này khá vắng vẻ, cộng thêm việc hiện tại toàn bộ thành phố đang bị bao phủ bởi lớp sương bụi màu xanh đen, cho nên nó càng trở nên âm u hơn. Tòa nhà chung cư này cực kỳ yên tĩnh, trong không khí lại tràn ngập một mùi hư thối. Đây là mùi thối của thi thể. Lệ quỷ đã xâm chiếm chỗ này, đồng thời cũng cách đây khoảng 3 ngày. Dương Gian lấy điện thoại di động ra,
và gửi đi một tin nhắn ngắn. Đã chết chưa vậy? Ngay lập tức hắn nhận được tin trả lời. Chưa. Cậu đang ở đâu? Lúc nào tới? Dương Gian trả lời lại. Tôi đang ở cửa tiểu khu, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ tới. Người kia lập tức hỏi đáp lại ngay lập tức. Thứ kia ở trong phòng, cậu cẩn thận một chút. Dương Gian cất điện thoại di động đi, sau đó bình tĩnh đi đến khu chung cư cũ kỹ này. Cũng không biết là ai đã nói ra rằng sự hoảng sợ của con người đều được bắt nguồn từ những thứ thần bí không biết. Nhưng Dương Gian lại cảm thấy câu nói này không đúng. Đúng ra phải nói là sự hoảng sợ của con người đều được bắt nguồn từ cái chết. Bởi vì chỉ khi con người vượt qua được sự chết chóc thì họ mới có thể vượt qua được nỗi sợ hãi. Còn khi hiểu ra được thứ kia thì người ta cũng chỉ hiểu thêm sâu sắc về thứ khiến cho bọn họ sợ hãi, chứ điều đó không giải quyết được việc gì. Ví dụ hắn chẳng hạn, mặc dù hiện tại Dương Gian hiểu rõ toàn bộ quy luật của quỷ anh từ giai đoạn đầu tiên cho đến giai đoạn thứ tư, đồng thời cũng hiểu rõ cách thức giết người của chúng, thế nhưng khi vào trong khu vực tĩnh mịch như thế này, hắn vẫn có cảm giác sợ hãi, toàn thân đều căng cứng. Mặc kệ hiện tại hắn đi lang thang khắp nơi như thế này cũng không có nguy hiểm gì nhiều, thế nhưng càng đi về phía trước thì chỉ có trời mới biết được ở bên trong lớp sương bụi đang bao phủ kia có bao nhiêu thứ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dường như là chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy được những cặp mắt trống rỗng, đen nhánh, quỷ dị, cứ như là bọn họ đang đi theo sau lưng vậy. Khu nhà số 3, tầng thứ 4. Dương Gian lập tức đi đến trước cổng của khu nhà số 3. Bởi vì hiện tại toàn bộ thành phố đã bị mất điện, nên bên trong hành lang chỉ là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả khi sử dụng đèn flash của điện thoại di động thì cũng chỉ soi ra phía trước được một đoạn ngắn, khoảng 1-2 bước chân. Có trời mới biết sau khi vào bên trong hắn sẽ không cẩn thận mà đụng trúng phải thứ gì. Nếu lỡ sờ trúng về quỷ anh giai đoạn thứ hai thì chẳng khác gì là trúng số độc đắc nữa. Nhưng giải độc đắc lại là cái chết. Lần trước khi hắn phải đối mặt với hành lang đen kịt như thế này là khi nào? Đúng rồi, ở bên trong trường học. Khi đó hắn cùng với đám người Trương Vĩ, Vương San San cùng phải trải qua chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Khoan đã. Chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Vốn dĩ Dương Gian đang chậm ra đi về phía trước, nhưng mà hắn đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức một vị trí bị hắn lãng quên lại hiện ra trong đầu quán một lần nữa. Đó chính là vị trí nhà vệ sinh ở cầu thang của trường học thông tới. Nơi đó là một khoảng không gian kỳ lạ, nó không thuộc về thế giới này. Nơi đó không có cái gì cả, toàn bộ đều là không gian đen kịt. Chỗ đó chỉ có một cái cây, nhưng mà trông nó giống như là một bộ xương trắng khổng lồ hơn. Trên cành cây còn đóng đinh một cái bóng đen cao hơn 3 mét. Mắt quỷ của hắn chính là đạt được từ chỗ đó. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo, hắn rơi vào suy tư. Có lẽ điều kiện thứ hai cũng sẽ thỏa mãn được. Ngay lập tức hắn nghĩ đến biện pháp hạn chế con quỷ đầu nguồn của chuyện này. Ở trên cái cây giống như là xương trắng kia có một chiếc đinh đóng quan tài rất to. Nếu chiếc đinh đóng quan tài kia có thể cố định được bóng đèn, như vậy nó chắc chắn cũng có thể hạn chế được con quỷ ngọn nguồn này. Tuy ngón tay kia đã mất đi, hắn cũng có thể sử dụng chiếc đinh đóng quan tài này để thay thế nó và dùng để hạn chế con quỷ này. Chỉ là cái giá phải trả khá lớn. Hắn không biết được khi làm như thế này thì cái bóng đèn kia có bị thả ra ngoài hay không. Trong lòng của Dương Gian thầm chửi bản thân hắn một câu vì suy nghĩ bậy bạ này. Sao mình lại muốn làm chuyện này? Vì giam giữ một thứ khủng bố mà thả ra một thứ khủng bố khác. Nói không chừng thứ được thả ra kia còn khủng bố hơn nhiều so với thứ giam giữ lại. Đến khi đó mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Thế nhưng một ý nghĩ khác lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Cứ cho là chuyện này càng tồi tệ hơn nữa thì sao? Có tình huống nào tồi tệ hơn lúc này hay sao? Với tình trạng trước mắt, tòa thành thị này chẳng khác gì là ngàn cân treo sợi tóc. Thôi không nghĩ nữa, mình vẫn nên làm một con rùa đen rụt đầu đi. Thân phận anh hùng không thích hợp với mình. Lắc lắc đầu mấy cái, Dương Gian lập tức buông bỏ ý nghĩ kỳ quái kia ra khỏi đầu, sau đó đi theo cầu thang
và đi lên tầng trên. Hiện tại hắn đã không thể nào sử dụng lực lượng lệ quỷ một cách tùy tiện, dù là mắt quỷ hay là quỷ ảnh đều không được. Dương Gian phải cực kỳ cẩn thận. Lúc này do có hiểu biết về những quy luật của quỷ anh, hắn cũng không quá lo lắng. Điều hắn cảnh giác duy nhất chính là cố gắng đừng để cho bản thân đụng phải quỷ anh giai đoạn thứ tư. Nhưng tỷ lệ này rất nhỏ. Thành thị này quá lớn, mặc dù trên người hắn đã dính nguyền rùa, nếu quỷ anh tìm tới hắn thì có lẽ phải cần thêm một quãng thời gian nữa. Hắn đếm kỹ từng tầng một. Chỉ một lát sau, hắn đã đi đến tầng thứ tư. Trước mặt hắn là cả một căn phòng của một gia đình nào đó. Hiện tại cánh cửa đã bị mở ra. Bên trên hai bên tường có lưu lại những dấu tay màu xanh đen. Điều khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run chính là cánh cửa sắt cứng rắn đã bị biến dạng, giống như có thứ gì đó đã xé nó ra vậy. Bên trong căn phòng khách tối om, có truyền ra mùi máu tươi gầy mũi, kèm theo đó là mùi hôi thối khá nồng. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như cũ, hắn chậm rãi bước vào bên trong. Trên mặt đất có chút trơn rượt, toàn bộ đều là dao máu tươi chảy ra nhưng chưa kịp khô. Hắn lập tức dùng ánh đèn điện thoại chiếu xuống dưới chân. Ở giữa đám máu tươi là một vết cào. Vết cào này kéo dài đến tận trong phòng, dường như là ai đó đã bị thứ gì đéo kéo, cho nên người kia dãy giụa trong tuyệt vọng, dùng tay cào lên sàn nhà cố chống cự. Tiếp tục đi về phía trước, Dương Gian lập tức nhìn thấy những đoạn móng tay bị đứt của phụ nữ. Trên đó còn có vết sơn móng tay màu tím đậm. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy những đám tóc đen nằm dài rác. Đồng thời đám máu tươi kia cũng sắp sửa khô lại, cho nên chúng biến thành màu đen và bắt đầu bốc mùi. Vốn dĩ hắn còn muốn đi về phía trước, nhưng mà hắn đã phải dừng lại khi thấy một thứ. Ở bên trong căn phòng tối tăm có một bóng dáng gầy gò nhỏ nhắn đang đứng ở đó. Hiện tại nó đang cắn ngón tay, trong bộ dạng nó cực kỳ hồn nhiên và ngây thơ. Đồng thời nó đang dùng hai mắt đen thui và trống rỗng nhìn về phía Dương Gian. Trên khóe miệng của nó có dính vài cọng tóc dài, trông khá giống với đám tóc nằm trên mặt đất. Sắc mặt Dương Gian hơi đổi một chút, trong lòng đột nhiên hơi giật mình một chút. Là quỷ anh giai đoạn thứ hai, không thể đụng vào. Thật ra nếu không nhìn đôi mắt của con quỷ nhỏ này, theo Dương Gian thấy, bộ dạng quỷ anh giai đoạn thứ hai này vẫn rất đáng yêu. Hiện tại thứ này đã cản đường, không thể xử lý, mà mình cũng không còn đường nào lách qua nữa. Nếu không cẩn thận đụng phải nó thì xong, lại phải tiếp tục dây dưa với nó. Đến khi đó mình không thể không sử dụng lực lượng lệ quỷ, như vậy sẽ không có lời. Sau khi dùng ánh mắt thâm tình nhìn con quỷ anh kia một lát, Dương Gian đột nhiên xách một cái ghế ở bên cạnh đi. Sau đó dùng lực lượng đập một phát, rầm một tiếng. Một tiếng rầm vang lên, cái ghế lập tức va thật mạnh vào người quỷ anh kia, khiến nó bị văng ra ngoài. Sau đó lại va phải bức tường đen nhánh trong phòng. Thật tàn nhẫn. Dương Gian cảm thấy thủ đoạn vừa rồi của hắn có chút bạo lực, nên hơi hổ thẹn. Nếu cảnh vừa rồi mà bị người nào đó quay lại và đưa lên mạng, chắc là hắn sẽ bị mấy anh hùng bàn phím đánh chết tươi. Dương Gian đợi thêm một lát, nhưng mà con quỷ anh kia vẫn không có đi ra ngoài. Trong phòng cũng không có động tĩnh gì hết, vì thế hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Thứ này không hề tức giận một chút nào sao? Dù hắn đã quá đáng như vậy, mà nó cũng không có bày tỏ một chút cảm xúc nào sao? Đúng là không còn cách nào. Nó đã không đi ra, vậy hắn chỉ có thể đi vào mà thôi. Dù sao chướng ngại vật cũng đã bị loại bỏ rồi. Thế nhưng sau khi vào bên trong, Dương Gian đột nhiên trông thấy một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể này mặc một bộ y phục có kiểu dáng khá quen. Điều này khiến trong lòng hắn lập tức cảnh giác. Nếu Trương Lệ Cầm chết ở chỗ này, như vậy người vừa mới gửi tin nhắn cho hắn là ai? Đây có phải là cái bẫy do lệ quỷ lập ra để giết hắn hay không? Nghĩ tới đây, nhất thời Dương Gian cảm thấy lạnh cả người. Một luồng khí lạnh bắt đầu chạy từ dưới chân lên đầu, sau đó bắt đầu lan ra khắp người của hắn. Vì để xác định chuyện này,
hắn vội vàng đi một vòng xung quanh cỗ thi thể này để kiểm tra. Hắn muốn tìm chiếc đầu của cỗ thi thể này để kiểm tra xem thân phận của người này là ai. Rất nhanh, Dương Gian nhìn thấy được một chiếc đầu lâu đã lăn bên cạnh chiếc tủ đầu giường. Một chiếc đầu lâu không đầy đủ, trên đó dính bè bét máu. Vì hắn không cảm thấy chút sợ hãi nào đối với người chết, nên hắn nhẹ nhàng đi lại, sau đó lật khuôn mặt kia lên để nhìn. Thế nhưng Dương Gian lại lập tức nhíu mày. Con mẹ nó, rốt cục là ai đây? Chỉ là khuôn mặt này không còn nguyên vẹn, ngũ quan đã không còn đầy đủ, da mặt rách tòe toét, máu me đầm đìa. Hiện tại đừng nói là hắn, dù là mẹ của người này đến thì cũng không nhận ra được đâu. Ngay khi hắn đang cặm cụi phân biệt xem người này là ai, thì ở bên ngoài ban công của một căn phòng khác, đột nhiên thấp thoáng ánh đèn điện thoại di động. Một hồi sáng, một hồi tối. Mặc dù ánh đèn bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, không cách nào sáng rõ được, nhưng mà trong không gian tối tăm thế này vẫn có thể dễ dàng thấy. Ở ban công có người sao? Dương Gian lập tức đứng dậy và đi về phía ban công. Hắn ở chỗ này lâu như thế rồi, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra. Khả năng cao là suy đoán của hắn đã sai. Có lẽ lúc nãy là do Dương Gian tự dọa chính mình, tự nghi thần nghi quỷ. Có quỷ anh ở đây, chuyện linh dị của các con khác không cách nào có thể xảy ra được. Cứ cho là có thì nó cũng sẽ bị quỷ chết đói xử lý. Dương Gian đi vào ban công để xem xét thử. Ngay lập tức có một luồng ánh sáng mạnh soi đến trên mặt hắn. Vì thế hắn nhịn không được mà phải nheo mắt lại. Tiếp đó hắn lại lùi về phía sau một cách vô thức. Nhưng không còn đợi cho hắn kịp phản ứng, lập tức một bóng người từ trong góc nhanh chóng đứng dậy, bổ nhào vào trong ngực hắn. Tiếp đó gắt gao ôm lấy hắn, đồng thời người kia không nhịn được mà nhỏ giọng khóc rụt rịch. Cả người của người kia cũng không ngừng run rẩy vì hoảng sợ quá độ. Dương Gian cảm nhận được thân thể ấm áp và thành thục này, tiếp đó cúi đầu xuống và nhìn bộ dạng tiều tụy của Trương Lệ Cầm. Hắn không nói câu nào, chỉ trực tiếp ôm ngang người cô, sau đó nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Khi đi ngang cỗ thi thể kia, hắn lập tức nhìn ngó nó một chút. Ở bên cạnh cỗ thi thể có một bóng dáng tựa như đứa bé đang đứng trong lớp sương mù, dùng ánh mắt quỷ dị quan sát thi thể. Nói đúng ra thì khoảng cách giữa nó và Trương Đệ Cầm cũng chỉ cách nhau có một mặt tường. Thật sự Dương Gian cũng có chút bội phục đối với cô gái này. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy mà cô có thể chống cự được 2-3 ngày. Nếu đổi lại là người bình thường thì chắc là sụp đổ mất rồi mới đúng. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được thân thể cô gái này đang run vì sợ hãi. Đoán chắc hiện tại tâm lý của cô cũng đã sinh ra bóng mờ tương đối lớn, cũng giống như là Giang Diễm lần trước. Ngoại trừ ở cùng một chỗ với hắn ra, những thời gian khác Giang Diễm không dám tắt đèn đi ngủ. Ngay cả là ban ngày thì Giang Diễm cũng phải bật hết đèn ở trong phòng. Lúc rời đi cũng rất thuận lợi, bởi vì lúc này Dương Gian cũng xác định được tình hình ở chỗ này rồi, hành động một cách tự tin, không căng thẳng như lúc đầu. Trên đường đi, Trương Đại Cầm từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Có lẽ là nhờ vào những gì trải qua ngày hôm bữa đến giờ, cô cũng hiểu được một điều, đó là khi đối mặt với chuyện linh dị thì cần phải giữ được tỉnh táo, không được phát ra bất kỳ thanh âm nào, chính là mấu chốt quan trọng của việc sống sót. Ôm cô gái này đặt vào bên trên ghế lái phụ, sau đó Dương Gian khởi động xe và chuẩn bị rời khỏi. Nơi này xuất hiện quỷ anh, dựa vào những quy luật bình thường để suy đoán thì chỗ này chắc chắn không có một con được. Bởi vì nếu chỉ có một con thì đó sẽ là con quỷ anh giai đoạn thứ hai. Mà là một con quỷ anh giai đoạn thứ hai thì không thể nào biến tiểu khu này thành bộ dạng thế kia. Ngay khi Dương Gian chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên có một người phụ nữ không biết xông đến từ chỗ nào. Cô ta tỏ ra vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng ngăn cản trước xe quán. Cô ta điên cuồng đập vào cửa sổ xe, hy vọng Dương Gian có thể mang cô ta đi khỏi đây. Tôi đã gặp qua cậu rồi, cậu là một trong những người cảnh sát quốc tế đi vào trung tâm thể dục thể thao. Tôi là nhà báo, cậu mau cứu tôi đi, mau cứu tôi, mang tôi rời khỏi đây. Chuyện vừa rồi tôi đã thấy hết rồi, cậu có thể cứu cô gái kia thì cũng có thể cứu được tôi. Dương Gian biến sắc, hắn không hề lên tiếng,
đồng thời cầm tay của Trương Đệ Cầm đưa lên bịt miệng cô. Trương Đệ Cầm lập tức hiểu ra nên vội vàng dùng tay bụp chặt miệng lại. Sau đó Dương Gian lấy điện thoại di động ra và viết lên trên đó một hàng chữ: đừng nói chuyện. Nếu trong vòng 3 phút mà cô không xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ mang cô ra khỏi đây. Cô phóng viên này kích động không ngừng. Cảm ơn. Dương Gian lập tức ghi xuống bên dưới một hàng chữ mới: không được phép nói chuyện. Cô phóng viên kia lập tức gật đầu: tôi hiểu mà, tôi sẽ không nói lời nào hết. Tôi sẽ không nói gì cả. Dương Gian cạn lời: cô gái này bị thiểu năng hay sao vậy? Hắn đã nhắc nhở là đừng có nói chuyện rồi, không biết có phải hiểu hay là không nữa. Bảo là hiểu mà mồm cứ liến thoáng như vậy. Sao cô ta không nhìn Trương Lệ Cầm một bên mà học hỏi chứ? Hiện tại người ta dùng tay che bịt miệng lại rồi, ngay cả thở còn không dám thở mạnh nữa. Lúc này, theo thanh âm mà cô phóng viên này vừa mới phát ra, trong tiểu khu, ở bên cạnh khung cửa sổ, đột nhiên xuất hiện những cái bóng mờ. Trong bóng tối dường như là có vô số ánh mắt quỷ dị đang nhìn về phía này. Dầm một tiếng, sau đó có một thanh âm giống như là có thứ gì đó rơi xuống mặt đất, tựa hồ có ai đó nhảy từ trên tầng xuống dưới. Hơn nữa không chỉ một người nhảy mà là âm thanh kia liên tục vang lên. Bên trái, bên phải, bên nào cũng có tiếng người nhảy xuống từ tầng trên. Quỷ Anh giai đoạn thứ 3 đã tới. Dương Gian nghe được những thanh âm này thì lập tức đoán ra được cô phóng viên này đã bị những con quỷ trong bóng tối để ý. Mà lúc này cô ta có thể kích hoạt điều kiện thì chỉ Quỷ Anh giai đoạn thứ 3. Hiện tại đã không thể nào cứu được cô ta rồi. Thế nhưng cô phóng viên này vẫn không hay biết điều gì. Cô ta còn cho rằng bản thân mình có thể đi theo người cảnh sát quốc tế này và đi rời khỏi đây. Tuy nhiên có một cánh tay màu xanh đen từ trong lớp sương mù bụi thò ra và túm lấy cổ tay của cô ta, thì cô ta mới bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Trong sự tuyệt vọng, cô ta chỉ hét lên một tiếng. Ngay cả việc cầu cứu cô ta cũng đã quên mất vì hoảng sợ. Cô phóng viên này cũng không còn làm rõ hành động nào để phản kháng lại hết, chỉ biết hét to và mặc cho cánh tay màu xanh đen kia kéo cô ta đi vào trong lớp sương bụi màu xanh đen, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Dương Gian lắc đầu, hắn không nói bất kỳ lời nào, hắn chỉ đạp chân ga, đánh tay lái và rời khỏi đây. Sau khi lái xe ra khỏi khu vực nguy hiểm, hắn lái xe đi trên đường cao tốc, tránh đi khu vực này. Dương Gian định cho xe đi một vòng rồi mới chạy về, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Đồng thời thì hắn cũng có thể xác định được ở trên đường cao tốc không có Quỷ Anh giai đoạn thứ 3 tồn tại, cho nên hắn mới dám mở miệng nói ra chuyện. Sao cô lại ở chỗ này? Trương Đại Cầm nhìn hắn một lát, đồng thời tỏ ra bộ dạng đáng thương và tuyệt vọng. Thật sự xin lỗi cậu. Dương Gian nói, theo tính cách của tôi thì dù giữa chúng ta có phát sinh quan hệ đó đi nữa, tôi cũng không nhất định sẽ đến cứu cô. Dựa vào những hiểu biết trước đó cộng thêm sự thông minh và khá nhạy bén của cô, chắc cô cũng hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đúng không? Trương Đệ Cầm nhỏ giọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Dương Gian nói, cô cũng không phải là bạn gái của tôi nên không cần phải xin lỗi. Kết cục của cô gái làm phóng viên lúc nãy chắc cô cũng thấy rồi chứ. Thật ra không phải tôi không muốn cứu cô, với tình trạng lúc đó của cô ta thì cô ta đã không thể nào sống sót được nữa. Nếu cô rơi vào trạng thái như vậy, tôi cũng không cứu cô đâu. Thật xin lỗi. Trương Đệ Cầm cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Gian, bộ dạng lúc này của cô giống như một đứa trẻ mắc lỗi vậy. Dương Gian hỏi, người chết trong phòng kia đồng thời có mặc bộ quần áo giống với quần áo của cô là ai vậy? Là đồng nghiệp của tôi. Khi nhắc đến người này, vẻ mặt Trương Lệ Cầm lập tức tỏ ra hoảng sợ. Dường như trước đó cô đã phải chứng kiến một chuyện gì đó mà cô không bao giờ dám tưởng tượng đến.
Dương Gian không có tiếp tục hỏi thăm về chuyện đó nữa. Hắn hỏi sang chuyện khác. Chuyện của cô xong rồi chứ? Trương Đệ Cầm nói. Có một số chuyện đã xong rồi, nhưng cũng có một số ít còn chưa xong. Dương Gian nói. Vậy lần sau cô nên nghĩ cách để tự cô xử lý hết mọi chuyện của cô đi. Tôi sẽ không thể cứu toàn bộ mọi người được. Cũng giống như cô phóng viên hồi nãy vậy. Mặc dù cô ta không tệ, có thể nhận ra tôi, biết đi theo tôi là an toàn, thế nhưng sự thông minh của cô ta hoàn toàn đều vô dụng. Trong sự tuyệt vọng như thế này, một khi đi nhầm là chết, không có cơ hội đi lại đâu. Cô đã cực kỳ may mắn khi gặp được tôi. Trương Lệ Cầm vẫn nói nhỏ nhẹ như cũ. Tôi xin lỗi. Dương Gian nói. Cô không cần phải xin lỗi mãi như thế đâu. Dù sao việc cô cầu cứu tôi cũng chỉ là bản năng mà thôi. Còn việc tôi có đến cứu cô hay không thì đó là lựa chọn của tôi, không liên quan gì tới cô. Trương Đệ Cầm có chút xấu hổ nói. Không, không phải vì chuyện đó, là vì chuyện chiếc xe của cậu. Dương Gian hỏi. Xe của tôi làm sao? Trương Đệ Cầm nói. Xe của cậu là xe giá thấp, nhưng tôi lại bán cho Giang Diễm với giá cao. Trong cuộc mua bán này tôi đã kiếm lời 10 vạn. Nếu không phải vì 10 vạn này, tôi sẽ không đích thân đến nhà để ký hợp đồng với cậu. Như vậy sẽ không đụng phải quỷ ở trên đường, cũng sẽ không phát sinh chuyện đó với cậu. Dương Gian liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó hỏi. Vì sao hiện tại cô lại nói ra? Trương Đệ Cầm nói. Tôi không biết được, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết mà thôi. Có lẽ là do tôi không muốn tiếp tục lừa dối cậu nữa. Được rồi, hiện tại có nói mấy chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cứ cho là tôi cứu cô 2 lần đi nữa thì cũng chưa chắc cô có thể sống sót qua chuyện này. Không riêng gì cô, cả tôi cũng vậy. Toàn bộ thành phố Đại Sương đã bị vây lại, không thể nào đi ra ngoài được. Hoặc cứ cho là tôi đi ra ngoài được nữa, tôi cũng không chắc mình còn có thể sống. Dương Gian đưa tay tới, sau đó túm vạt áo của cô và kéo một cái. Ngay lập tức vạt áo bị kéo xuống, khiến cho một màng ngực của cô bị lộ ra. Nhưng cái đó không phải điểm mấu chốt. Điều quan trọng chính là ở trên đó có một cái ấn ký màu xanh đen. Màu sắc của ấn ký này càng ngày càng rõ. Nhìn ngực của cô đi, đây chính là ấn ký nguyền rủa. Chỉ cần là người có cái ấn ký này thì sớm hay muộn gì con quỷ kia cũng sẽ tìm tới cô. Cô sẽ phải chết. Tôi không cứu được cô, bởi vì có lẽ tôi cũng sẽ chết. Mới vừa được tôi cứu xong, nhưng hiện tại nghe được tin tức này nên cô chắc chắn tuyệt vọng lắm phải không? Hiện thực tàn khốc như vậy đấy. Việc cô chết cùng người đồng nghiệp của cô cũng chưa chắc đã là một việc xấu. Chỉ ít nếu khi đó cô chết thì cô sẽ không bao giờ chịu đựng nỗi hoảng sợ không ngừng nghỉ như thế này. Dương Gian cười giễu bản thân một tiếng. Trương Đệ Cầm không nói gì. Cô lựa chọn im lặng, nhưng mà con mắt của cô vẫn luôn vụng trộm nhìn Dương Gian. Dương Gian hỏi. Cô có tính toán gì cho sau này chưa? Viết di chúc hay là lưu lại di ngôn gì đó? Nếu cô muốn tự sát thì tôi có thể giúp cô làm chuyện đó. Còn việc mồ mả thế nào thì tôi khuyên cô nên nhân dịp mấy ngày này mà chọn lựa thật tốt đi. Như vậy sẽ được chết toàn thây. Nếu không sớm muộn gì cô cũng bị chúng nó gặm cho tè tuét đấy. Trương Đại Cầm vẫn giữ im lặng. Phải nửa ngày sau cô mới nhỏ giọng nói với hắn. Cậu có muốn chút buồn bực không? Nếu cậu muốn thì tôi giúp cậu. Ở trong xe cũng được. Tôi sẽ cố gắng kìm hãm, sẽ không kêu đâu. Dương Gian lập tức phanh lại, chiếc xe dừng lại bên cạnh đường cao tốc. Hắn trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên dùng tay đấm một cái vào vô lăng. Mẹ kiếp. Hắn không để ý đến Trương Lệ Cầm mà tự mình đi xuống xe, sau đó đóng cửa một tiếng bịch. Hắn đứng cạnh lan can của đường cao tốc, đưa mắt nhìn về phía khu vực thành thị ở phía xa. Hắn không thể nào trông thấy bất cứ thứ gì, bởi vì lớp sương bụi đã bao trùm toàn bộ. Cho nên có đưa mắt nhìn ra xa bao nhiêu đi nữa thì thứ mà hắn chứng kiến được cũng chỉ là một vùng tăm tối. Nó cũng giống như tương lai của hắn vậy, không hề có tương lai, chỉ có bóng tối. Cái thế giới chết tiệt này, thật sự nó không muốn lưu lại đường sống cho người khác hay sao chứ?
Dương Gian muốn ngửa cổ lên trời mà gào thét thật to. Thế nhưng hắn lại không dám. Hắn chỉ biết cắn chặt hàm răng và nuốt toàn bộ sự phẫn nộ quán vào trong lòng. Hắn biết nếu hắn hét to, âm thanh sẽ hấp dẫn đến thứ kia. Nếu lúc đó hắn sẽ không giải quyết được chuyện gì thì chỉ có rắc rối. Không có một ai hiểu được áp lực mà Dương Gian phải gánh chịu ngay lúc này. Hiện tại cũng chỉ có một mình Trương Lệ Cầm nhìn ra. Nhưng cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, chỉ có thể dùng cách đó để giúp hắn giải tỏa một chút áp lực. Ngoài cách đó ra, cô không thể nào giúp hắn được một chuyện gì nữa. Cũng không biết hắn đứng bên cạnh lan can đường cao tốc và nhìn về phía thành phố Đại Sương bao lâu. Cuối cùng dường như đã bình tĩnh lại được một chút. Dương Gian quay lại xe. Trương Đại Cầm đã ngủ. Đến khi chiếc xe được khởi động lại thì cô mới tỉnh. Cô vội hỏi hắn: có muốn phát tiết nữa không? Dương Gian nói: không cần. Trương Đại Cầm hỏi: vậy giờ chúng ta đi đâu? Dương Gian nói: đi đánh cược một ván cùng vận mệnh. Hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức hú vang, sau đó lao vun vút trên đường cao tốc. Đồng thời chiếc đèn gạt bỏ đi những khu vực bị sương mù bao phủ mà tiến đến, dường như là nó cũng muốn như là chủ nhân của nó phá bỏ đi mảnh hắc ám nồng đậm này. Tổng giám đốc Dương, ngài đã về rồi sao? Vừa trở lại tiểu khu Quan Giang, xe Dương Gian dừng lại, sau đó đi bộ vào bên trong biệt thự. Hắn đã thấy được bên trong đó ngồi rất nhiều người. Có Trương Hàn, Trương Vĩ, Giang Diễm, Trương Hiền Quý, còn có cả Vương Tiểu Minh và một số người mà hắn không biết tên. Có lẽ hơn phân nửa đều là người quen, thân thuộc với bọn họ. Mà hai bên trái phải của Vương Tiểu Minh có ngồi hai người cảnh sát khá lực lưỡng và nghiêm túc. Xem ra sự sắp xếp lúc trước của hắn đã có hiệu quả. Hiệu suất làm việc phía bên kia của Lưu Tiểu Vũ có thể nói là cực cao. Giờ phút này người vừa nói chuyện chính là người cậu của Trương Vĩ. Người này mặc một bộ âu phục, nhìn bộ mặt thì chắc tuổi cũng ngoài 30. Dương Gian cảm giác bầu không khí nơi này có chút gì đó không đúng cho lắm. Sao vậy? Lúc này đầu của Trương Hiền Quý đang chảy đầy máu. Ông ta nói: còn có thể có chuyện gì được? Là do đám công nhân náo loạn, bọn họ không muốn làm việc ở chỗ này nữa. Ngay cả chủ thầu cũng dẫn theo bọn họ chạy cả rồi. Tôi cố ngăn cản nhưng không có được. Dương Gian hỏi: vậy chú Trương, chú không sao chứ? Trương Hiền Quý nói: không có việc gì, chỉ là chảy ra chút thôi, không sao. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ phòng an toàn của chúng ta sẽ không thể nào xây xong được. Dương Gian hỏi: hiện tại đã làm tới đâu rồi? Trương Hiền Quý nói: cơ bản đã xây xong rồi, nhưng mà công trình phụ thì lại chưa có xây dựng xong. Nếu hiện tại sử dụng thì phòng an toàn chỉ kéo dài được 10 ngày mà thôi. Sau 10 ngày căn phòng sẽ bị thiếu nước, thiếu điện. Đến khi đó chúng ta sẽ phải mở cửa phòng an toàn để tiến hành dọn dẹp một lần nữa và tiếp tế mọi thứ. Phòng an toàn đâu phải muốn xây là xây, đâu phải chỉ cần xây một căn phòng với 4 bức tường nó có thể gọi là phòng an toàn được đâu. Mà muốn xây dựng được phòng an toàn cho người sống sót thì còn cân nhắc đến rất nhiều phương diện. Dương Gian nhíu mày: chỉ có thể kéo dài được 10 ngày thôi sao? Số ngày này kém xa so với những gì mà hắn mong đợi. Theo tính toán của hắn, ít nhất phòng an toàn cũng phải kéo dài được 3 tháng, còn nếu tốt hơn nữa thì là nửa năm hoặc là 1 năm. Sau đó Dương Gian nhìn những người có mặt trong này và nói: mọi người đừng có bực tức như vậy. Đám người kia bỏ đi thì đó chính là tổn thất của bọn họ mà thôi. Hiện tại trong mắt của tôi, tiểu khu Quan Giang được coi là khu an toàn nhất của thành phố Đại Dương. Việc bọn họ rời khỏi đây và đi qua chỗ khác chỉ khiến cho bọn họ càng gặp nguy hiểm hơn thôi. Người cậu của Trương Vĩ nhịn không được phải mắng cho một câu: một vạn một ngày mà bọn họ còn không muốn lưu lại để tiếp tục làm việc. Hơn nữa chúng ta đã hứa hẹn sẽ cung cấp cho bọn hắn nhà cửa để cho bọn họ ở lại đây luôn. Thế nhưng bọn họ còn không chịu, đúng là một đám không biết tốt xấu. Dương Gian nói: đại nạn lâm đầu rồi, ai ai cũng đều cảm thấy bất an, có làm ra chuyện gì cũng không cần phải kỳ quái. Lúc này Vương Tiểu Minh đột nhiên nói: cậu đi vào trung tâm thành phố sao?
còn là đi vào để cứu người sao? Dường như việc này không phù hợp với tác phong của cậu. Nhưng mà điều đó đối với tôi không quan trọng. Cậu có thể nói cho tôi biết tình hình trong đó như thế nào không? Dương Gian quay đầu nhìn về phía Trương Lệ Cầm. Hiện tại bộ dạng của cô khá tiểu tụy và bất lực. Hắn nói: Giang Diễm, chị mang cô ấy đi tắm và ăn uống một chút gì đó đi. À. Giang Diễm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Lệ Cầm. Sau đó cô ra khỏi phòng khách. Dương Gian nói: Cũng giống như những gì mà anh đã nói trước đây, toàn bộ trung tâm thành phố đã bị luân hãm. Lệ quỷ đã dùng trung tâm thành phố làm vị trí khởi điểm, sau đó không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Có lẽ chỉ cần 3 ngày thì bọn chúng sẽ xuất hiện lác đác ở chỗ này. Vừa nghe được những gì Dương Gian nói, ngay lập tức sắc mặt của toàn bộ đám người biến sắc. Có một vài người đã tỏ ra sợ hãi. Hiện tại phòng an toàn còn chưa có xây xong, mà mấy con quỷ kia chỉ có 3 ngày nữa là chạy đến chỗ này. Điều này khiến cho một số người có lá gan nhỏ bắt đầu run rẩy. Cùng với những gì mà tôi đoán chắc không khác nhau lắm. Vương Tiểu Minh đưa tay sờ sờ cằm. Hiện tại trên cổ tay của anh ta có mang theo còng tay. Một đầu của còng tay còng trên tay của anh ta, đầu kia thì được còng trên cánh tay của một người cảnh sát khác. Hiện tại hắn ta đã được bảo vệ tuyệt đối. Trương Hàn trầm mặc một lúc, sau đó anh ta vừa hút thuốc vừa nói: Phòng an toàn không cách nào bảo vệ được nhiều người như thế, cho nên sẽ có rất nhiều người phải chết ở bên ngoài. Thức ăn và nước uống được dự trữ khá nhiều, đó không phải vấn đề lớn. Thế nhưng sức chứa của phòng an toàn lại là một vấn đề mà chúng ta không xử lý được. Mà những người ở bên ngoài sẽ không cách nào sinh hoạt cùng với lệ quỷ lâu như vậy được. Cho dù là chúng ta đã biết được quy luật của quỷ thì cũng chỉ có thể trốn tránh khỏi bị giết thôi. Nhưng những thứ đó đều chỉ là tạm thời. Quỷ anh giai đoạn thứ tư chắc chắn không chỉ có một tên Diệp Phong đã chết đi đâu. Thứ kia sẽ giết toàn bộ những người bị nguyền rủa, mà chỉ cần hít thở không khí màu xanh đen này là sẽ bị dính nguyền rủa ngay. Chỉ cần hơi tính toán một chút thôi thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ một chuyện. Dù phòng an toàn có cố gắng lắm, nó cũng chỉ được khoảng 20 người. Những người còn lại đều phải ở bên trong tiểu khu. Mặc dù hiện tại tiểu khu vẫn còn đang an toàn, nhưng mà chẳng mấy chốc nữa thì toàn bộ chỗ này cũng sẽ biến thành bộ dạng như là trung tâm thành phố Đại Dương. Trương Hiền Quý hỏi: Vậy chúng ta phải làm sao? Thế nhưng không có ai trả lời ông ta. Toàn bộ đều lựa chọn im lặng. Làm sao bây giờ? Đây là câu hỏi không có trả lời. Giờ phút này Dương Gian đã có quyết định. Hắn nhìn đám người đang im lặng mà nói: Nếu mọi người không biết làm sao thì cứ nghe ý kiến của tôi trước đi. Ngay lập tức toàn bộ mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian hỏi: Chú Trương, hiện tại khả năng chứa đựng tối đa của phòng an toàn là bao nhiêu người? Trương Hiền Quy nói: Chỉ được 19 người, nó không thể chứa được thêm nhiều hơn nữa. Dương Gian đáp: Được rồi, 19 thì 19. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị để 19 người kia tiến vào phòng an toàn, bắt đầu lánh nạn. Còn phân chia danh sách như thế nào thì hiện tại chúng ta bắt đầu thảo luận. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần 5 danh ngạch mà thôi. Trừ lúc trước tôi đồng ý với tổng bộ cảnh sát quốc tế là cho bọn họ 3 danh ngạch ra. Hiện tại tôi chỉ cần 2 danh ngạch cho Vương Tiểu Minh và Giang Diễm, còn lại mấy người tự phân chia. Vương Tiểu Minh nhìn hắn và nói: Vậy còn cậu thì sao? Người khác cũng kinh ngạc nhìn Dương Gian. Người đề xuất việc xây dựng phòng an toàn chính là Dương Gian. Thế nhưng hiện tại hắn lại không cân nhắc bản thân hắn vào trong đó. Dương Gian nói: Tôi là ngự quỷ nhân, có đi vào bên trong phòng an toàn thì cũng vô dụng. Nếu lỡ lệ quỷ của tôi khôi phục lại, như vậy tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Hơn nữa tôi còn có chuyện khác cần phải làm. Thôi, hiện tại tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây. Chuyện còn lại cứ giao cho chú Trương xử lý. Trương Hiền Quý cười khô một tiếng. Nhất thời ông ta cảm giác được áp lực cực lớn đang đè nặng trên vai của ông ta. Hiện tại chỉ còn 14 danh ngạch, mà chỗ này lại có nhiều người như vậy. Nếu ông ta phân phát không khéo sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại Dương Gian không có tâm tư cân nhắc những chuyện này. Loại chuyện phiền toái như vậy cũng nên giao cho người có kinh nghiệm như Trương Hiền Quý xử lý. Hắn không cần phải đau đầu về chuyện này làm gì, cứ để cho người khác đau đầu thay hắn thì tốt hơn. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không hề nhàn chút nào.
hắn vội đi lên tầng 5. Trương Hiền Quý vẫn là một người thông minh và có kinh nghiệm. Trước đó ông ta đã cân nhắc đến việc thành phố sẽ bị mất điện. Vì thế ông ta đã chuẩn bị khá nhiều máy phát điện và dự trữ một đống dầu diesel. Cho nên hiện tại ở trong biệt thự vẫn được duy trì bình thường. Dương Gian không bật điện lên. Hắn cầm một chiếc ghế và ngồi xuống trước đống cửa sổ bằng kính. Hắn chăm chú nhìn qua lớp sương bụi ở bên ngoài. Sau đó lôi điện thoại di động định vị vệ tinh ra. Hắn chuẩn bị trò chuyện. Tôi là Dương Gian đây. Hiện tại tôi đã ở trong khu vực an toàn. Tôi muốn nói chuyện với tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Bên trong phòng liên lạc, hiện tại Lưu Tiểu Vũ đang nằm nghỉ trên bàn. Mấy ngày hôm nay vì làm việc liên tục không ngủ nên hai mắt cô đã xuất hiện quầng thâm. Lúc này đột nhiên nghe được thanh âm của Dương Gian từ tai nghe, cô ta lập tức bừng tỉnh. Dương Gian, tôi Lưu Tiểu Vũ, tình hình của cậu thế nào rồi? Không ổn lắm. Hiện tại tôi cũng không có thời gian nói mấy chuyện này với cô. Hiện tại tôi yêu cầu được nói chuyện với tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Cô nhanh sắp xếp cho tôi. Lưu Tiểu Vũ hỏi. Cậu tìm đội trưởng hay là... Lần trước phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa của chúng tôi muốn liên lạc với cậu. Thế nhưng cậu còn đang ở trong trung tâm thành phố nên thôi. Dương Gia nói. Phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa. Như thế càng tốt. Để cho toàn bộ người của tổng bộ cảnh sát quốc tế đều tham gia vào cuộc họp qua điện thoại đi. Cứ bảo là chuyện này có liên quan tới việc sinh tử tồn vong của thành phố Đại Sương. Còn nên sắp xếp như thế nào thì đó là việc của cô. Tôi chỉ cho cô 20 phút thôi. Đừng để tôi chờ lâu quá. Bảo Vương Tiểu Minh tham gia luôn. Cô gọi điện cho anh ta và bảo anh ta lên tầng 5 của tôi. Nhớ kỹ, chỉ một mình anh ta mà thôi. Lưu Tiểu Vũ lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Được rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Cậu cho tôi 15 phút là đủ. Toàn thân của cô đều đang run rẩy. Cô ta cũng không thể hiểu được điều này là do cô ta quá hưng phấn hay là do sợ hãi. Nhưng cô ta có thể cảm giác được cuộc họp lần này sẽ họp bàn về một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dương Gian bỏ điện thoại di động định vị vệ tinh xuống, sau đó ngồi yên và lặng lặng chờ đợi. Không đến vài phút, bên ngoài hành lang đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân gấp rút. Người chạy đến chính là Giang Diễm. Cô vừa chạy vừa thở. Lần này cô cũng không hề bật đèn mà lập tức đẩy cửa ra, vọt vào bên trong. Dương Gian quay đầu lại nhìn một chút, nhưng mà sau đó lại quay đầu đi. Sao chị chạy đến đây làm gì? Tôi nhớ là chị không dám lên tầng 5 mà. Lúc này tâm trạng Giang Diễm có chút kích động, cô nói. Vì cái gì? Dương Gian ngồi trên ghế, hắn vẫn đưa lưng về phía cô. Vì cái gì là vì cái gì? Giang Diệm nói. Vì cái gì cậu lại đối xử với tôi như vậy? Vì cái gì cậu lại đưa danh ngạch kia cho tôi mà cậu không giữ lại nó cho chính cậu? Dương Gian nói. À, chị đang nói đến chuyện dưới lầu ấy à? Không có gì đâu. Chị là nhân viên tạm thời của tôi. Lúc trước tôi đã đáp ứng đã sẽ bảo vệ an toàn cho chị. Tôi đã nói như vậy thì tôi sẽ giữ lời. Chuyện gì chứ điểm chút tín dự kia của tôi thì vẫn có. Giang Diễm đi đến ân cần hỏi han hắn. Vậy cậu có xảy ra chuyện gì hay không? Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói. Tôi á, hẳn là tôi sẽ chết đi. Vậy cậu đừng có chết được không? Cậu mà chết rồi thì tôi biết làm sao đây? Cậu cũng không thể cứ thế mà bỏ lại tôi không quan tâm đấy chứ. Giang Diễm vừa khóc vừa nói. Cô ôm lấy một cánh tay của Dương Gian, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Đồng thời cô tỏ ra bộ dạng không còn ai để dựa dẫm. Dương Gian nói. Chị Đại Giang, đâu có ai muốn như thế đâu. Nhưng đó là kết quả tốt nhất. Nếu tôi chết đi mà chị vẫn còn sống thì cố kiếm cho mình một ông chủ thật tốt để mà làm. Thế giới này đã thay đổi rồi, sớm muộn gì con người cũng sẽ phải đối mặt với cái chết thôi. Giang Diễm vội lắc đầu. Cô vừa khóc vừa nói. Không, tôi không muốn đi làm thuê cho người khác đâu. Cậu đi đến phòng an toàn cùng tôi đi. Giống như những ngày ở căn phòng trọ lúc trước vậy. Tôi sẽ cố chen một chút. Toàn bộ vị trí còn lại tôi nhường cho cậu. Không phải là do tôi không có danh ngạch phòng an toàn, mà là tôi không muốn đi vào đó. Thôi được rồi, con nói chị cũng không thể hiểu đâu. Chị đi ra ngoài đi, tôi còn có việc khác phải làm. Chị có biết là tầng 5 này nguy hiểm lắm không? Chị Đại Giang, chị đang làm cái gì thế? Chị sờ tôi làm gì? Mẹ nó, cởi quần của tôi làm gì? Nhanh, dừng tay lại.
Chị mà còn tiếp tục là tôi kêu lên đấy. Đi vào trong phòng an toàn cũng chưa chắc có thể sống sót được. Tôi lại không muốn hối hận, cho nên hôm nay tôi muốn ăn cậu. Khuôn mặt của Giang Diễm đỏ bừng. Nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ không thể nào tự mình đi làm mấy chuyện như thế này được. Thật xin lỗi. Nhưng mà lúc này, sau lưng của hai người đột nhiên vang lên một giọng nói. Không biết từ lúc nào Vương Tiểu Minh đã đứng sẵn ở nơi đó. Nếu hai người còn muốn tiếp tục thì cứ làm đi, tôi có thể đợi thêm 3 phút. Lông mày của Dương Gian nhíu lại. Còn mẹ nó, 3 phút á? Anh nghĩ tôi thế nào mà bỏ là 3 phút? Vương Tiểu Minh bình tĩnh đáp. À, đó chỉ là nghiên cứu của tôi. Theo nghiên cứu của tôi thì việc này chỉ cần 3 phút là đủ cho cả hai. Cả khuôn mặt của Giang Diễm đỏ bừng vì xấu hổ. Cô vội vàng nói một tiếng, sau đó cúi đầu chuồn mất. Tôi đi ra ngoài trước đây. Vương Tiểu Minh thấy Giang Diễm đi ra ngoài thì nhìn ngó xung quanh một lát, sau đó hỏi. Lần này cậu gọi tôi lên đây làm gì đấy? Tôi nhớ hình như cậu không muốn tôi đi lên trên tầng 5 này của cậu mà. Những căn phòng ở đây đều bị khóa, bên trong có cái gì vậy? Dương Gian vừa mặc quần lại vừa nói. Quỷ. Vương Tiểu Minh nói. Tôi vẫn tương đối coi trọng việc đảm bảo bí mật của người khác, nên cậu không cần phải đề phòng tôi như thế. Dương Gian nói. Vậy thế tại sao vừa rồi anh lại lần lượt mở cửa từng phòng vậy? Vương Tiểu Minh nói. À, đó chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi, nó cũng không nói lên điều gì. Dương Gian nói. Lần này tôi đã yêu cầu tổng bộ cục cảnh sát quốc tế triệu tập người để mở một cuộc họp qua điện thoại. Anh là một trong số đó. Thế nhưng nội dung cuộc họp lần này không liên quan đến anh. Sau khi đi vào phòng, mong anh hãy thành thật ngồi yên một chỗ, đừng có tắt máy. Vậy à? Vậy cậu muốn tổ chức họp với đám người tổng bộ của cảnh sát quốc tế là cái gì? Dương Gian nói. Anh sẽ biết nhanh thôi. Cảnh sát mắt quỷ Dương Gian của thành phố Đại Dương tổ chức một cuộc họp qua điện thoại với những người tổng bộ của cảnh sát quốc tế sao? Khi Triệu Khai Minh nhận được tin tức này từ Lưu Tiểu Vũ, anh ta lập tức được hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này. Dương Gian là vị ngự quỷ nhân mà anh ta chú ý nhiều nhất. Cộng với chuyện linh dị của quỷ chết đói lần này ở trong thành phố Đại Dương đã náo động đến phạm vi toàn thế giới. Đồng thời cảnh sát mắt quỷ đã là một cái tên được truyền rất nhiều ở trong vòng tròn ngự quỷ nhân. Hiện tại có rất nhiều người đang ngồi bàn luận chuyện linh dị cấp độ S này, kèm theo đó là bàn luận một ít chuyện về Dương Gian hay là Triệu Khai Minh. Thế nhưng những lời đó cũng chưa hẳn là tốt đẹp gì. Mấy lời kiểu như là hai tên kia thật là xui xẻo mới gặp chuyện này, hay là bọn chúng sẽ chết chắc rồi. Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận một sự thật. Do bởi những gì đang diễn ra ở trước mặt thì không nghi ngờ gì nữa, hiện tại chỉ có một mình Dương Gian mới được coi là người có thể hiểu biết sâu sắc nhất về chuyện linh dị của quỷ chết đói. Lập tức thông báo cho bộ trưởng, phó bộ trưởng và những người nhân viên kỹ thuật kia để bọn họ trong vòng 10 phút phải thành lập cuộc họp qua điện thoại ngay, đồng thời thông báo cho những nhân vật chủ chốt có mặt. Hiện tại Triệu Kiến Quốc cũng không có ở bên trong tổng bộ của cảnh sát quốc tế. Mấy ngày trước anh ta đã dùng trực thăng đi đến ngoài thành phố Đại Dương. Sau khi phân phó cho Lưu Tiểu Vũ xong, Triệu Kiến Quốc lập tức cúp điện thoại, rồi tiếp đó chuẩn bị đứng dậy làm việc. Mà cuộc điện thoại này của Triệu Kiến Quốc không chỉ kinh động đến bộ trưởng và phó bộ trưởng của tổng bộ cảnh sát quốc tế, ngay cả một số thủ trưởng của binh chủng cũng bị kinh động. Toàn bộ bọn họ đồng loạt biểu thị muốn tham gia vào cuộc họp lần này. Bởi vì dù sao thì Dương Gian cũng đã nói rồi, cuộc họp lần này có liên quan đến sinh tử tồn vong của thành phố Đại Dương, mà an nguy của một tòa thành thị này thì nào có ai dám làm việc qua loa chứ. Nếu không phải Dương Gian là ngự quỷ nhân và hắn phải xử lý chuyện linh dị thì điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn sẽ bị gọi liên tục mà nổ mất luôn. Trong vòng 3 phút, tin tức này được truyền đến toàn bộ tài của những nhân vật quan trọng ở các bộ ngành. Trong vòng 5 phút, danh sách những người tham gia cuộc họp lần này được xác định. Còn bảng danh sách này gồm những ai thì đã được đặt vào phòng bí mật cao cấp, không có ai nhìn thấy, cũng không ai biết được. Ngay cả Triệu Kiến Quốc là người phụ trách cuộc họp lần này cũng không thể biết được trong cuộc họp lần này có bao nhiêu người tham gia.
Hiện tại anh ta chỉ ở bên trong trung tâm chỉ huy tạm thời bên ngoài thành phố Đại Dương, và nhìn vào một chiếc điện thoại di động. Đồng thời trong điện thoại không ngừng thông báo có người kết nối vào mạng lưới chung. Cho nên chỉ có trời mới biết điện thoại vừa mới kết nối kia là của vị lãnh đạo nào trong quốc gia. Bộ trưởng của Tổng bộ Cảnh sát Quốc tế phân khu châu Á không tham gia, bởi vì mấy ngày trước ông ta đã phải dùng máy bay mặt dày mày dạn đi ra nước ngoài tìm cứu viện. Cho nên người chỉ huy hiện tại là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa. Lúc này trên mặt Tào Duyên Hoa đã đổ đầy mồ hôi. Trong lòng ông ta đang run rẩy. Thứ làm ông ta khẩn trương không phải là do nội dung của cuộc họp lần này, mà ông ta không thể nghĩ ra được chỉ một cuộc điện của Dương Gian nhưng có thể kinh động đến nhiều nhân vật lớn như vậy. Bên ngoài khu vực trung tâm chỉ huy tạm thời không có nhiều người, thế nhưng những người có chủ tâm đều nhìn thấu toàn bộ nhất cử nhất động bên trong chỗ này. Nghĩ lại cũng rất đơn giản, chuyện lần này của thành phố Đại Dương có thể gọi là cực kỳ nghiêm trọng, đã là việc gây xôn xao toàn bộ đất nước, đồng thời cũng được thế giới theo dõi. Nếu chuyện này không giải quyết một cách ổn thỏa thì có trời mới biết được sẽ mang bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện tại cấp trên vẫn đang giữ thái độ im lặng đối với chuyện này, bởi vì bọn họ không hiểu nhiều về chuyện này, cho nên bọn họ không thể nào xen vào chuyện này được. Nếu lỡ làm bậy lại gây hại ra phiền phức, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm đến chuyện này. Triệu Kiến Quốc đi tới, anh ta đặt chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của anh ta lên giữa bàn. Bộ trưởng, mạng lưới cuộc họp đã kết nối thành công, lúc nào chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp? Hiện tại chỉ cần phía bên Lưu Tiểu Vũ chuyển đổi cuộc gọi là Dương Gián có thể truyền tin tức đến nơi này. Tào Duyên Hoa nói. Hiện tại đã trải qua bao lâu? Triệu Kiến Quốc nói. 10 phút đồng hồ. Thế nhưng thời gian mà Dương Gián cho chúng ta chuẩn bị là 20 phút. Lưu Tiểu Vũ đã đáp ứng được là 10 phút, cho nên hiện tại chúng ta còn 5 phút đồng hồ để chuẩn bị. Bởi vì chuyện này liên quan đến quyết sách của chuyện hệ trọng, người người không đủ cấp bậc sẽ không được tham dự. Vì thế hiện tại phòng họp chỉ có mình tôi và Lý Quân, cả ngày bộ trưởng đã là 3 người. Còn những người lãnh đạo còn lại đều kết nối vào mạng lưới chung rồi, nhưng bọn họ cũng có tư cách tham gia vào quyết sách của chuyện này. Tào Duyên Hoa cẩn thận nói. Được rồi, cậu hiểu thì tốt rồi. Hiện tại toàn bộ điện thoại đã được kết nối với nhau, những gì không nên nói thì cậu đừng nói. Hơn nữa vì đảm bảo an toàn cho cuộc họp lần này, kể từ giờ cho đến trước khi cuộc họp này chấm dứt, không được để cho bất cứ kẻ nào vào bên trong phòng chỉ huy. Ngoài ra, sau khi cuộc họp này kết thúc, toàn bộ điện thoại di động phải bị tiêu hủy, không được phép để cho bất kỳ tin tức nào lọt ra bên ngoài. Triệu Kiến Quốc gật đầu. Tôi hiểu rồi. Một cuộc họp nho nhỏ bằng điện thoại di động, nhưng mức độ bảo vệ của nó lại được tăng thành cuộc hội đàm giữa các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia. Bởi vì không có ai biết được tin mà Dương Gian cung cấp sau đây sẽ tiết lộ bí mật của bao nhiêu thứ. Tào Diên Hoa ổn định lại tinh thần. Mọi người ngồi xuống cả đi. Một phút sau bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp lần này chỉ được phép thu âm lại một phần, đồng thời sẽ do đích thân tôi cất giữ. Nói xong ông ta lập tức lấy ra một chiếc bút máy và bắt đầu ghi âm. Sau khi chỗ này đã xác định bắt đầu cuộc họp, phía bên kia Lưu Tiểu Vũ lập tức thông báo cho Dương Gián. 30 giây sau cuộc họp sẽ bắt đầu. Bên chỗ cậu có chuyện gì không? Dương Gián nói. Không có chuyện gì. 30 giây trôi qua rất nhanh. Đường truyền liên lạc với điện thoại của hắn bị ngắt một lát, sau đó nó được kết nối trở lại. Trong phòng chỉ huy, Tào Duyên Hoa mở miệng nói. Tôi là Phó Bộ trưởng của Tổng cục Cảnh sát Quốc tế, Tào Duyên Hoa. Hiện tại tôi là người phụ trách chính về chuyện linh dị của quỷ chết đói. Cảnh sát Dương Gian, lần này cậu muốn tổ chức cuộc họp qua điện thoại là để thảo luận về vấn đề sinh tử tồn vong của thành phố Đại Dương. Vậy xin hỏi chuyện này là như thế nào? Nghe được âm thanh truyền đến từ trong điện thoại, ngay lập tức Vương Tiểu Minh hơi sững sờ một chút, bởi vì hắn ta cũng không hề nhận được bất cứ tin tức nào có liên quan tới chuyện này. Dương Gia nói, nếu nghiêm túc mà nói thì chuyện này cũng không sai. Chỉ có một ít thứ tôi cần phải xác nhận lại một chút. Dù sao tôi cũng là một vị cảnh sát quốc tế, tôi không thể nào làm việc một cách tùy tiện và bậy bạ theo ý của tôi.
cho nên tôi muốn cùng mọi người tham khảo một chút. Tào Duyên Hoa nói, tham khảo về chuyện gì? Dương Gia nói, ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi, nếu muốn xử lý được chuyện linh dị của thành phố Đại Dương, chúng ta phải cần đến hai điều kiện tiên quyết. Thế nhưng hiện tại chúng ta không thể đáp ứng được hai điều kiện đó. Về tư liệu cụ thể thì trong hồ sơ cũng sẽ có ghi lại, cho nên chắc mấy người đã biết được nó ghi gì rồi. Bất chợt trong điện thoại truyền đến một âm thanh của một ông lão nào đó vô cùng mạch lạc. Là hai điều kiện gì? Nếu có thể giải quyết được thì phía bên chúng tôi sẽ xử lý nó giúp cậu, còn nếu không giải quyết được thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách hỗ trợ cậu. Cậu chỉ cần đảm bảo thành phố Đại Dương không xảy ra chuyện là được. Dương Gian nói, ông nào vừa nói chuyện đây? Đã cái gì cũng không biết thì còn chui vào cuộc họp này làm cái gì? Sao không về nhà mà tập dưỡng sinh cho khỏe người đi? Nghe hắn nói như vậy, nhất thời trong phòng chỉ huy, mấy người Tào Duyên Hoa, Triệu Kiến Quốc đều toát mồ hôi lạnh ở trên trán. Lý Quân ở một bên cũng không nhịn được, khóe miệng nhích mấy cái. Ngay lập tức ông lão kia liền nổi nóng. Hiển nhiên đây là một vị thủ trưởng nào đó có tính tình khá nóng này. Tiểu Gia Hòa, cậu nên khách khí một chút. Nếu không phải hiện tại là đang trong thời khắc quan trọng thì đối với những câu cậu vừa nói lão tử, lão tử sẽ trực tiếp đánh chết cậu. Dương Gia nói, ông định bắn tôi à? Nghe giọng của ông chắc cũng cao tuổi rồi nhỉ, không biết ông còn cầm nổi súng không nữa vậy. Với lại có bộ luật nào quy định mắng chửi người khác sẽ bị xử bắn không? Việc ông có thể tham gia vào cuộc họp lần này thì có lẽ chức vụ của ông cũng khá lớn, thế mà ông còn không biết đến việc giết người là phạm pháp, vậy mà còn có thể mở miệng ra để nói mấy câu đó. Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, tôi không muốn nói chuyện với ông ta, đá ông ta ra khỏi cuộc họp đi. Giờ phút này trong phòng chỉ huy, trên trán Tào Duyên Hoa đổ đầy mồ hôi càng ngày càng nhiều. Có lẽ hiện tại sợ rằng cậu còn chưa biết được người mà cậu vừa mắng là ai phải không? Dường như ông lão kia là thủ trưởng của quân khu nào đó. Giỏi, giỏi lắm tiểu tử. Nếu cậu có gan thì đến quân khu của lão tử xem. Nếu lão tử không thu thập cậu thì lão tử sẽ là con của cậu. Ngay lập tức có người khác lên tiếng muốn ngăn lại cuộc cãi vã vô nghĩa này. Được rồi lão Lý, ông nên khiêm tốn một chút, cũng không chịu nhìn xem lúc này là lúc nào rồi. Là Dương Gian đúng không? Cậu cứ nói tiếp đi, chúng tôi đang lắng nghe đây. Người gọi là lão Lý kia dường như cũng đã nuốt xuống cục tức này, không tiếp tục tranh chấp với hắn. Dương Gian nói, lúc nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Cãi nhau quên mất rồi. Vương Tiểu Minh lập tức tiếp lời, giải quyết chuyện đinh dị của thành phố Đại Dương cần có đủ hai điều kiện tiên quyết là tiếp xúc và giam giữ. Nếu cứ tiếp xúc trực tiếp với quỷ đầu nguồn sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm, cho nên cần phải chuẩn bị một số biện pháp bảo vệ. Nếu có quỷ nến thì tốt rồi. Tiếc là lần tiếp xúc với quỷ anh giai đoạn thứ tư đã xài hết mất rồi, hiện tại không còn nữa. Dương Gia nói, điều kiện này tôi có thể xử lý được. Việc này tôi đã nói với Vương Tiểu Minh trước đó rồi, nhưng mà tôi chỉ nắm chắc được 20%, mà một khi thất bại tôi sẽ chết, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Ngay lập tức người gọi là lão Lý kia lại lên tiếng, chỉ bằng câu nói này của cậu, chàng trai trẻ, tôi xin phép được rút lại lời nói lúc nãy. Nếu cậu có thể đến quân khu của tôi sẽ mời cậu uống trà. Không, là uống rượu, chúng ta không say không về. Dương Gia nói, Tào bộ trưởng, sao lão Tào vẫn còn ở đây? Không phải là tôi bảo ông đá ông ta ra ngoài rồi sao? Ông ta không hiểu mô tê gì hết, vậy mà còn ở chỗ này nói nhăng nói quậy cái gì thế? Lão Lý tiếp tục mắng, sau khi uống rượu xong lão tử sẽ lại bắn cậu. Lúc này Tào Duyên Hoa cố gắng kìm nén, ông ta không dám mở miệng. Đá lão kia ra khỏi cuộc họp sao? Sao cậu không thử lắng nghe một chút? Trong cuộc họp bằng điện thoại này, một khi lão kia lên tiếng thì toàn bộ những người còn lại đều im lặng hết. Một người đàn ông khác lập tức lên tiếng, lão Lý, cái tính nóng nề của ông phải sửa một chút đi. Được rồi, tôi đã hiểu được điều kiện đầu tiên, toàn bộ đều trông cậy vào cậu. Hiện tại cậu cần bàn giao cái gì thì cứ nói ra, quốc gia lập tức giải quyết cho cậu. Dương Giản nói, hiện tại không cần phải an ủi tôi như vậy đâu. Vương Tiểu Minh, anh nói tiếp đi. Vương Tiểu Minh ở bên cạnh lập tức tiếp lời, điều kiện thứ hai chính là giam giữ.
Nhưng mà trước khi giam giữ con quỷ đầu nguồn thì chúng ta cần phải hạn chế nó trước. Trước đó kế hoạch là ngón tay màu đen, trên hồ sơ có nói tới rồi. Thế nhưng kế hoạch bị thất bại, ngón tay dùng để hạn chế kia bị mất đi. Cho nên điều kiện thứ hai cũng chính là tìm kiếm một thứ nào đó đang dùng để thay thế ngón tay màu đen. Dương Gia nói: tôi biết được trong thành phố Đại Sương có nơi có thứ đó. Một người nào đó nhịn không được hỏi: sao cậu không lấy nó đi? Dương Gia nói: làm sao mà lấy được, dùng bàn phím à? Hiện tại thứ kia đang hạn chế một con quỷ khác. Tôi không đoán được cấp bậc của con quỷ kia, nhưng hẳn nó sẽ là không phải thấp hơn cấp A, có lẽ là cấp S. Nhưng nếu tôi muốn xử lý được chuyện linh dị của thành phố Đại Sương thì tôi sẽ phải lấy được thứ kia. Dù sao hiện tại chúng ta cũng chẳng có bất kỳ thứ gì để có thể sử dụng cả. Hôm nay thứ mà tôi muốn thảo luận với mấy vị chính là vì chuyện này. Nếu muốn xử lý được chuyện linh dị của thành phố Đại Sương thì chúng ta phải thả con quỷ không biết cấp độ kia ra. Có lẽ việc thả con quỷ kia sẽ khiến cho thành phố Đại Sương chịu đựng trận tai nạn nghiêm trọng hơn, nhưng cũng sẽ không có sao. Tuy nhiên việc này lại liên quan đến sống chết của mấy triệu người, một mình tôi không thể quyết định được. Vì vậy tôi muốn được tổng bộ và cục cảnh sát quốc tế quyết định giúp tôi. Được rồi, tôi đã nói hết những gì tôi cần nói. Mọi người cứ bàn bạc với nhau đi. Trước 6 giờ tối này là để cho Lưu Tiểu Vũ thông báo câu trả lời cho tôi là được. Sau khi nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại. Trong phòng chỉ huy tạm thời ở bên ngoài thành phố Đại Dương đã hoàn toàn chìm vào im lặng. Nghe những gì Dương Gian vừa nói, Vương Tiểu Minh trầm mặc nhìn hắn. Cậu đang giấu giếm bao nhiêu thứ? Thật không nghĩ đến tên này lại cất giấu nhiều chuyện như vậy. Ngay khi toàn bộ mọi người đều cho rằng chuyện này là cục diện phải chết rồi, mắn còn có thể nghĩ ra cách để xử lý chuyện linh dị của quỷ chết đói. Dương Gian không trả lời hắn ta mà hỏi ngược lại: tôi có thể tin tưởng anh được không? Vương Tiểu Minh nói: cậu nên tin tưởng tôi mới phải. Dương Gian nói: vậy thì tốt, chờ đến ngày mai anh cùng với người khác đi vào bên trong phòng an toàn, sau đó tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của tôi. Chiếc điện thoại này anh cứ cầm đi, đến khi đó tôi sẽ dùng một chiếc khác để gọi video cho anh. Cũng không biết dung lượng pin của nó có kéo dài được cuộc nói chuyện này của chúng ta bao lâu, nhưng mà tôi chắc chắn khi thấy được thứ tôi làm anh sẽ hiểu ra thôi. Còn kế hoạch kia thành công hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào việc tôi liều mạng với 20% tỷ lệ kia có được hay không. Một khi tôi chết, chỗ này sẽ lại cần có thêm mấy con quỷ, tôi cũng không biết được. Nhưng mà chắc chắn anh cũng hiểu rõ hơn tôi về mức độ nguy hiểm của chuyện này. Vương Tiểu Minh nói: nếu cậu đã định làm thế thì sao lại phải tiến hành tổ chức cuộc họp làm gì? Dương Gian nói: cứ cho là việc này thành công thì cái giá phải trả vô cùng to lớn. Tôi sẽ đích thân phóng thích một con quỷ, và con quỷ kia sẽ gây ra hậu quả như thế nào tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy hậu quả mà nó gây ra sẽ cực kỳ khủng bố, mà tôi sẽ không thể nào gánh chịu trách nhiệm này một mình. Cho nên tôi muốn tìm người để gánh vác mà thôi. Dù sao việc này cũng chỉ làm được khi kế hoạch kia của tôi đã thành công. Còn nếu tôi chết thì toàn bộ kết thúc, đến lúc đó mọi chuyện cũng sẽ không nhiều như vậy đâu. Vương Tiểu Minh nói: đây là cậu đang muốn tổng bộ đi chùi đít cho cậu à? Dương Gia nói: chẳng lẽ không được sao? Tôi chính là người đàn ông đang điều mạng vì tòa thành thị này đấy. Bọn họ giúp tôi xoa mông một chút thì làm sao? Vương Tiểu Minh nói: cậu suy nghĩ quá nhiều. Nếu cậu thực sự thành công, như vậy với công lao này của cậu, cấp trên sẽ không nói gì. Với lại cậu có thể che giấu chuyện này mà. Cậu không nói ra thì làm gì có ai biết được chuyện này. Cứ như vậy cậu đâu cần phải vẽ vời gì cho thêm chuyện chứ. Dương Gia nói: nếu tôi không nói ra, sao cấp trên biết được đó là công lao của tôi? Nếu lỡ như tôi chết đi rồi, có lẽ cấp trên sẽ còn phong cho tôi là anh hùng gì đó chẳng hạn. Như vậy danh tiếng sẽ nghe hơn dễ hơn một chút. Dù sao thì như thế tốt hơn so với việc chết đi ở một góc không ai biết tới. Vương Tiểu Minh nhíu mày: cái lòng tham công danh lợi lộc của cậu quá nặng, ngay cả chuyện này mà cậu cũng tính toán à? Dương Gia nói: không phải là tôi coi trọng công danh lợi lộc, mà xã hội này chính là như thế. Có nhiều thứ nếu anh không đi tranh giành thì anh sẽ mất nó. Không phải ai ai cũng là người vĩ đại như anh đâu. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Được rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của tôi. Những chuyện còn lại anh không cần phải để ý, anh chỉ cần kết quả của nó là được. Hy vọng cậu có thể thành công.
Vương Tiểu Minh nói xong lập tức đứng dậy và rời đi. Có thể đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, hắn ta cũng không còn gì để nói. Còn việc phía bên tổng bộ của Cục Cảnh sát Quốc tế có đồng ý với đề xuất của Dương Gian hay không, hắn ta không thèm quan tâm. Bởi vì dù sao thì bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Không có quốc gia nào có thể chịu đựng được việc bị mất đi một thành phố. Sẽ không có ai gánh được. Ít nhất là hiện tại sẽ không có một ai gánh chịu được. Cứ cho là con quỷ mà Dương Gian thả ra có khủng bố cỡ nào đi nữa thì bọn họ cũng sẽ không thèm quan tâm. Tương lai là gì? Ai mà biết được. Nhưng mà tình huống trước mắt lại bày sẵn ra đó. Cho nên cứ lo chuyện trước mắt đã. Còn tương lai thì tính sau. Chờ cho Vương Tiểu Minh rời đi, Dương Gian đứng dậy nhìn bầu trời bị lớp sương bụi màu xanh bao phủ, trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết ngày sau bản thân mình còn có thể mở mắt mà chứng kiến cái thế giới này được nữa hay không đây. Một lối đi còn chưa kịp đổ bê tông thông về phía tầng hầm của một căn biệt thự đang xây dựng. Xung quanh nằm rải rác những vật liệu xây dựng. Thế nhưng căn biệt thự đang xây dựng và không đáng chú ý này lại là một căn phòng an toàn mà đám người khó khăn lắm mới xây xong. Một gian phòng được xây dựng từ những tấm vàng ròng cùng thép. Dù nó không lớn cho lắm nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhét được 19 người. Giờ phút này 19 người đi xuống phía dưới lần lượt theo danh sách đã được định sẵn từ trước. Trương Hiền Quý mang theo mấy người thân trong gia đình của ông ta lục tục đi vào trong căn phòng. Ngoài người nhà của ông ta ra còn có người nhà của Trương Hàn, hai người cảnh sát, Vương Tiểu Minh và Giang Diễm. Trương Vĩ, cậu lại đây một chút. Cậu giúp tôi giữ thứ này. Nếu lần này tôi chết, cậu hãy giao nói cho Vương Tiểu Minh. Trương Vĩ lặng người một chút. Đây là cái gì? Dương Gian nói. Thứ này cậu đã thấy qua rồi. Là tấm da trong trường học lần trước. Trương Vĩ gật đầu một cái trịnh trọng. Được rồi. Dương Gian nói. Nếu cậu không xác định được tôi đã chết hay chưa, thì ngày thứ 9 sau khi về phòng an toàn, cậu cứ đưa thứ này cho hắn ta. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ lấy nó về. Trương Vĩ đưa cho hắn một chiếc chìa khóa và nói. Đây là chìa khóa của chiếc biệt thự của tôi nằm trong thành phố. Cậu cũng biết chỗ nào của nó rồi chứ. Hiện tại đám bạn học của chúng ta chỉ còn lại mấy người mà thôi. Cậu cố gắng đừng có chết đấy nhá. Sau này tôi còn muốn dắt cậu đi ăn gà. Tôi sẽ cố gắng. Thôi tôi đi đây. Dương Gian cầm lấy chìa khóa, sau đó lấy một chiếc xe hàng của công ty Trương Hiền Quý và lái nó rời khỏi tiểu khu quan giang. Hắn cũng không có tính làm chuyện nguy hiểm như thế ở chỗ này. Nếu không một khi thất bại, toàn bộ người của tiểu khu sẽ phải chôn cùng hắn. Cho nên hắn mới định mượn nhà của Trương Vĩ trong trung tâm thành phố để làm chuyện đó. Hiện tại chỗ đó không có người nào, như vậy hắn cũng có thể yên tĩnh làm việc của mình, không bị ai quấy rầy. Dương Gian đi rồi. Ở trên tầng của một tòa cao ốc trong tiểu khu, ba người một nhà Vương Bân đứng ở cửa sổ nhìn thấy Dương Gian đang khởi động xe và lái đi. Vương Hải Yến ở bên cạnh có chút hối hận này. Đúng ra chúng ta phải để cho San San tìm Dương Gian xin mấy danh ngạch. Hiện tại bọn họ đi vào bên trong phòng an toàn hết rồi, thế mà cả nhà chúng ta đều ở bên ngoài hết. Chuyện này không hề công bằng chút nào. Vương Bân nói. Chúng ta không đủ tư cách. Em không thấy đám người đi vào phòng an toàn ở bên ngoài kia là ai hay sao? Là phú hào, giá trị con người tầm vài tỷ, là người xây dựng căn phòng an toàn. Còn có người là giáo sư, có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới được quốc gia bảo vệ. Lại có người giống như là Dương Gian, là ngựa quỷ nhân. Cho nên những người bình thường như chúng ta không thể đi vào được. Có thể lưu lại ở bên trong tiểu khu này là không hề tệ rồi. Vương Hải Yên nói. Vậy thì sao cái cô gái tên Giang Diễm lại có thể đi vào trong? Chuyện này không phải là vì cô ta cấu kết với Dương Gian hay sao? San San nhà mình có kém gì cô ta đâu cơ chứ. Vương San San đứng yên lặng ở một bên với làn da tái nhợt, cô nói. Nếu hắn chết, con cũng chết. Con không cần phải đi vào bên trong phòng an toàn. Vương Bân thở dài một tiếng. Nếu đã chết, vậy thì một nhà ba người chúng ta cùng chết chung. Thật ra nếu San San muốn thì cũng có thể xin Dương Gian được một danh ngạch. Nhưng mà khi đó thì ba người chúng ta, ai sẽ đi vào trong đó? Thế nhưng số lượng người ở bên trong tiểu khu, ở bên ngoài phòng an toàn cũng còn rất nhiều. Ngoài ba người nhà Vương Bân ra,
còn có rất nhiều thân thích của Trương Hiền Quý đều ở bên ngoài. Nhà Trương Hàn cũng vậy, anh ta cũng chỉ lựa chọn một đứa bé vừa mới sinh ra, không bao lâu mà ôm đi vào. Mà thành phố Đại Sơn lại có nhiều quan chức cấp cao như thế, nhưng Dương Gian cũng chỉ cho bọn họ 3 danh ngạch. Hai trong 3 danh ngạch kia lại có 2 người cảnh sát với ý chí kiên định và thân thủ mạnh mẽ. Vì sao Dương Gian lại muốn bảo vệ lưu lại 2 danh ngạch cho 2 người cảnh sát? Thật ra ngoài mục đích bảo vệ Vương Tiểu Minh ra, hai người kia cũng có nhiệm vụ duy trì trị an trong phòng an toàn. Tóm lại, mỗi phe đều phải chịu thiệt thòi một chút. Mà giờ khắc này ở bên trong biệt thự của Dương Gian, dưới ánh đèn đen kịt, chỉ còn lại một mình Trương Lệ Cầm ở trong căn biệt thự trống rỗng. Lúc này cô đang đứng tại cửa chính nhìn Dương Gian rời đi. Cô đứng sững sờ ở đó rất lâu, trong mắt cô còn mang theo vẻ lo âu và mê man. Dường như sau khi Dương Gian rời đi khỏi đây thì cô đã không biết được bản thân sẽ phải làm cái gì nữa. Bất tri bất giác, Trương Đệ Cầm đã dựa vào người đàn ông kia quá nhiều lần, cho nên ở sâu trong tâm trí của cô đã coi Dương Gian là ánh sáng hy vọng duy nhất của cô rồi. Giống như người sắp chết đuối nhưng mà túm được một cọng cỏ cứu mạng vậy. Mặc dù biết nó sẽ không thể nào cứu được, nhưng lại không có một ai muốn buông tay. Chuyện này không có liên quan gì tới tình cảm giữa hai người, mà nó cũng giống như là một loại bản năng cầu sinh của động vật vậy. Loại bản năng này đã khiến cho cô phải làm ra quyết định như thế. Có lẽ Giang Diễm cũng giống như vậy. Lần hành động này của Dương Gian chỉ mang theo con quỷ dây thừng kia và tấm gương quỷ nằm ở phía sau xe. Vốn đây chính là một lần hành động mang tính được ăn cả, ngã về không quán. Lần hành động này hắn không định mang theo tấm da kia. Nếu hắn chết đi, như vậy tấm da kia sẽ rơi vào tay của Vương Tiểu Minh. Khi đó dựa vào đầu óc của hắn ta, có lẽ hắn ta có thể lấy được nhiều tin tức hữu dụng từ tấm da. Thế nhưng hắn cũng hiểu được, cách sử dụng tấm da kia của Vương Tiểu Minh cũng sẽ càng táo bạo mà cấp tiến hơn hắn rất nhiều. Nhưng loại chuyện đó sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào đối với Dương Gian ở thời điểm hiện tại. Trên đường đi, chiếc xe sóc nảy mấy lần, cũng đụng bay khá nhiều bóng dáng khủng bố. Nhưng khuôn mặt của Dương Gian không hề biểu cảm gì cả, căn bản hắn không có ý định dừng xe lại. Thậm chí hắn còn không thèm để ý, cái cả quay đầu nhìn lại một cái thôi, hắn cũng không thèm nhìn khi nghe thấy những tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng ở xung quanh. Rất nhanh, hắn đã lái xe đến một khu tiểu khu khá sang trọng và yên tĩnh. Hắn lái xe vào thẳng ở bên trong sân biệt thự của Trương Vĩ, ngay cả cổng cũng không thèm mở, hắn đụng thẳng vào luôn. Dương Gian lập tức đi xuống xe, sau đó lấy từ trong xe ra tấm gương quỷ, tiếp đến đi vào trong biệt thự. Hiện tại tấm gương quỷ đang bị một miếng vải đen che kín, cho nên không có phản lại ánh sáng được. Dương Gian đặt tấm gương quỷ ở bên trong một căn phòng trống trên tầng 2. Đồng thời, hắn còn cẩn thận đặt nó dựa sát vào bức tường để tránh lỡ nó đổ ra. Sau đó chuyển đến một chiếc tủ và đặt một cái điện thoại đã sạc đầy pin lên. Bởi vì camera của điện thoại di động có khả năng quay video vào ban đêm, nên hắn muốn dùng nó để gọi video cho Vương Tiểu Minh. Mặc dù chất lượng quay vào ban đêm sẽ không được tốt, nhưng không sao, trong căn phòng này cũng chỉ có mấy thứ mà thôi, vẫn có thể thấy được. Đã gọi video cho Vương Tiểu Minh thành công. Giờ phút này Vương Tiểu Minh đang ngồi ở dưới đất, ở bên trong phòng an toàn, dựa lưng vào tường. Cảm nhận được chiếc điện thoại của Dương Gian đưa đột nhiên rung lên, sắc mặt của hắn ta lập tức ngưng trọng, vội vàng cúi đầu nhìn nó. Hắn ta lập tức trông thấy được Dương Gian đang ở trong một căn phòng trống. Hiện tại camera vẫn đang lắc lư, dường như là Dương Gian còn đang điều chỉnh góc độ. Mà chờ đến khi camera được ổn định lại, hắn ta lập tức thấy được một tấm gương. Một tấm gương có phong cách của thời kỳ dân quốc. Nó đang bị một tấm vải màu đen bao phủ, chỉ lộ ra được một cái giá đỡ của nó. Trong lòng của hắn ta lập tức nghi hoặc, rốt cuộc cậu ta đang muốn làm cái gì? Sau khi điều chỉnh góc quay của chiếc điện thoại di động thật tốt và xác định được tấm gương sẽ không chiếu thẳng vào camera thì mới yên lòng. Sau đó hắn kéo rèm cửa lên, tiếp đến vứt toàn bộ mọi thứ không liên quan ra bên ngoài, cuối cùng đóng cửa lại và chốt đàng hoàng. Dương Gian đứng trầm mặc ở phía trước,
tấm gương đang bị miếng vải đen bao phủ hồi lâu. Sau cùng hắn mới lấy từ trong túi ra một thứ bọc lại bằng vàng lá. Đây là một sợi dây khá cũ, chính là con quỷ dây thừng mà hắn bắt được từ trên người của Vương Nhạc. Người bình thường không có cách nào khống chế được thứ này, bởi vì nó đã ở trong trạng thái khôi phục hoàn toàn rồi. Chỉ là so với con quỷ quán thì con quỷ dây thừng này cũng không được coi là quá khó để đối phó. Chỉ cần hạn chế nó kịp thời là nó sẽ không thể gây ra nguy hiểm gì hết. Nhưng nếu bỏ mặc mà không thèm quan tâm, nó không chừng con quỷ dây thừng lại có thể treo cổ nguyên cả một thành phố. Hắn không gỡ lớp láo vàng lên đang quấn trên dây thừng, mà trước tiên hắn cột nó vào chiếc đèn treo bên trên. Hắn thử thử một chút trọng lượng và độ chắc của nút thắt, tất cả đều đã được. Đèn trang trí nội thất trong nhà của Trương Vĩ khá là chất lượng, hẳn là nó sẽ không bị ngã xuống đâu. Tiếp đến, Dương Gian mới dùng đầu kia của sợi dây thừng buộc vào cổ quán. Như vậy hắn có thể đảm bảo được việc bản thân sẽ trở thành mục tiêu tập kích đầu tiên của con quỷ dây thừng. Nếu không làm như vậy, nếu lỡ sau khi thả thứ này ra mà nó bỏ chạy thì... Trình tự hẳn là như thế này, Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn đi đến trước mặt của tấm gương quỷ. Bị miếng vải đen bao phủ, tấm gương quỷ trở thành một thứ vô hại đối với con người và sự vật. Nhưng chỉ có Dương Gian là biết được thứ này tà dị đến mức độ nào. Nó có năng lực khiến cho người ta có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng cái giá là phóng thích ra bên ngoài một con lệ quỷ không biết cấp bậc. Nó là một thứ được một vị ngự quỷ nhân từ trăm năm trước lưu lại. Hiện tại nó đã xuất hiện trở lại, và mục đích tồn tại của nó là gì thì không một ai biết được. Giờ phút này, mặc dù trong lòng của Dương Gian rất khẩn trương, nhưng hắn không có lùi bước. Đã đi đến bước này rồi thì hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì và bước về phía trước thôi. Sau khi đứng trước camera của điện thoại và thủ thế xong, Dương Gian duỗi ba ngón tay ra và tiến vào trạng thái đếm ngược để hành động. 3. Dương Gian đang muốn treo cổ tự sát. Vương Tiểu Minh chứng kiến hết toàn bộ hành động cổ quái của Dương Gian. Cho đến khi hắn ta thấy được Dương Gian cầm ra sợi dây thừng cũ kỹ và thô kệch kia ra, ngay lập tức hắn ta cũng hiểu được Dương Gian muốn làm chuyện gì. Không, đây không phải hành động treo cổ tự sát đơn thuần. Sợi dây kia bị quấn lá vàng xung quanh, chứng tỏ nó là một con quỷ đang bị giam giữ. Mà tấm gương kia cũng có gì đó lạ lạ. Nó tuyệt đối không thể nào là tấm gương bình thường. Nếu không, Dương Gian sẽ không cố ý xếp đặt góc quay tránh đi tấm chiếu xạ của tấm gương. Có phải tấm gương kia cũng là quỷ không? Nhìn không giống lắm, mà Dương Gian cũng không giam giữ tấm gương kia. Nãy đến giờ tấm gương kia lại cực kỳ yên tĩnh. Vì Vương Tiểu Minh không hiểu được toàn bộ những thứ được bố trí là gì, nên dù có thông minh như thế nào thì hắn ta cũng không thể nào biết được mục đích khi làm việc của Dương Gian. Nếu chỉ là việc treo cổ tự sát bình thường thì không cần phải chuẩn bị nhiều thứ như thế này. 2. Dương Gian lại ra dấu số 2. Nhưng thời điểm này động tác của Dương Gian hơi ngừng lại một chút, bởi vì điện thoại di động định vị vệ tinh quán xuất hiện thanh âm của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, là tôi đây, Lưu Tiểu Vũ. Cấp trên đã phê chuẩn cho hành động của cậu. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa nói cậu cứ yên tâm hành động. Mặc kệ là thành công hay là thất bại thì mọi hậu quả đều do quốc gia gánh chịu. Cậu không cần phải lo, nếu cậu cứ yên tâm mà làm việc. Nên cậu cứ yên tâm mà làm việc, đừng có tạo áp lực cho bản thân. Đúng rồi, cậu có muốn kết nối điện thoại với mẹ của cậu không? Ở bên tôi có thể liên lạc cho cậu được lúc bất cứ lúc nào. Tôi hiểu rồi, cô nhắn với mẹ tôi là mọi chuyện đều ổn. Ngoài ra sau cuộc này, trừ khi tôi chủ động gọi cho cô, nếu không cô không được phép gọi điện cho tôi. Cô đã hiểu chưa? Nói không chừng chỉ một cuộc gọi của cô sẽ hại chết tôi đấy. Dương Gian cố gắng hạ thấp giọng xuống, bởi vì hắn cũng không thể xác định được ở xung quanh này có con quỷ anh giai đoạn thứ ba nào hay không nữa. Lưu Tiểu Vũ dùng giọng điệu nặng nề, đồng thời cũng kèm theo một vài phần kính trọng đối với hắn. Được rồi, như vậy chuyện thành phố Đại Sương nhờ hết vào cậu. Dương Gian không có trả lời cô ta mà trực tiếp cúp điện thoại,
sau đó ném điện thoại di động định vị vệ tinh ra phía sau lưng. Một. Cuối cùng hắn đưa tay lên thủ thế số 1 ở cho camera điện thoại và đưa tay gỡ miếng vải đen đang trùm chiếc gương ra. Trong lòng Dương Gian gầm nhẹ, trong mắt của hắn chỉ còn lại có sự điên cuồng khi muốn đánh bạc cùng với vận mệnh. Đến đi, để tao xem một chút, thử xem tao có thể leo ra từ trong địa ngục hay không, hay là bản thân tao sẽ hóa thành ác quỷ. Khi mặt gương bóng loáng soi vào người của hắn, cũng là lúc khủng bố lan tràn. Thậm chí Dương Gian cũng không hiểu được thứ này có được gọi là quỷ hay không nữa. Nhưng nó khá tương tự với tấm da kia. Mặt ngoài thì vô hại, nhưng bên trong lại âm thầm ẩn giấu một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Tấm gương soi lên người của Dương Gian, nhưng bên trong không hề xuất hiện ra bóng dáng của hắn. Mặt kính trống không. Thế nhưng toàn bộ cũng là vì tấm gương này cần một chút thời gian để lưu lại hình bóng của người khác. Mà lợi dụng chút ít thời gian này, Dương Gian cần phải làm xong một ít chuyện còn lại. Đầu tiên là hắn khống chế quỷ ảnh tiến vào trong người quán, đồng thời cũng tháo hết toàn bộ vàng lá ở trên quỷ dây thừng. Hai chuyện này hắn hoàn toàn hoàn thành cùng một lúc. Như vậy hắn mới đảm bảo bản thân sẽ không bị quỷ ảnh khống chế, đồng thời cũng không bởi vì gỡ bỏ giam giữ của quỷ dây thừng mà chết đi một cách u mê và đần độn. Vì lần hành động này mà nguyên tối hôm qua Dương Gian không hề ngủ. Hắn thức trọn một đêm để suy nghĩ thứ tự các bước hành động sao cho hợp lý. Cho nên hiện tại về hành động một cách cẩn thận, không để cho bất cứ chi tiết ngoài ý muốn nào xảy ra. Thậm chí là vì sợ trên người có thứ gì đó có thể phản lại ánh sáng, nên hắn đã cố tình mượn của Trương Hiền Quý một bộ vest để mặc. Ngay cả camera hắn cũng đã điều chỉnh cho nó tránh đi, không tiếp xúc trực tiếp với tấm gương quỷ. Giờ phút này chỉ có một người chứng kiến hết toàn bộ những gì đang xảy ra với Dương Gian. Đó là Vương Tiểu Minh ở bên trong phòng an toàn. Lúc này trên màn hình chiếc điện thoại di động trong tay hắn đang hiện khung cảnh nơi Dương Gian hành động. Khi Dương Gian cởi bỏ mảnh vải che ở trên tấm gương ra, sau đó hắn đứng ở trong phòng và bắt đầu tháo những tấm vàng lá đang quấn quanh người trên sợi dây thừng. Đồng thời có một bóng đen không đầu chậm rãi đứng dậy ở sau đầu quán. Cái bóng đen kia đứng sừng sững ở sau lưng của Dương Gian, không hề nhúc nhích. Cái bóng màu đen không có đầu kia chính là con quỷ mà Dương Gian khống chế. Nhưng hiện tại hắn vẫn khống chế nó sao? Hay là hắn đã mất khống chế rồi? Chắc là Dương Gian đang muốn cởi bỏ sợi dây kia ra. Đây đúng là tự sát. Sợi dây kia tuyệt đối là một con quỷ. Một khi hắn thả con quỷ kia ra, nó sẽ lập tức giết chết Dương Gian ngay. Mà với trạng thái trước mắt của hắn, hắn sẽ không còn cách nào để chống cự lại lần tập kích này của lệ quỷ. Hiện tại hắn chỉ có thể chết do lệ quỷ khôi phục, hoặc là chết do bị sợi dây thừng kia tấn công. Ánh mắt Vương Tiểu Minh biến hóa không ngừng. Dựa vào kinh nghiệm làm nghiên cứu nhiều năm, đương nhiên hắn ta biết được hiện tại Dương Gian đã tiến vào bên trong một cục diện phải chết rồi. Chẳng mấy chốc nữa là hắn sẽ thỏa mãn hai cái điều kiện hẳn phải chết. Nhưng hắn ta không thể nào hiểu rõ được, với loại cục diện hẳn phải chết này, Dương Gian muốn dựa vào cái gì để lật ngược thế cờ đấy. Lúc trước hắn ta có thể nghe Dương Gian bảo là có 20% tỷ lệ sống sót. Thế nhưng hiện tại theo những gì hắn ta thấy thì Dương Gian làm gì còn đường sống nào đâu. Trước mắt thì tỷ lệ sống sót cơ bản đã trở về không rồi. Nếu trong tình thế như vậy mà còn có thể sống sót thì trừ phi là Chúa xuất hiện, hay là Phật Tổ hạ phàm, Bồ Tát hiền linh gì gì đó. Cơ mà toàn bộ những chuyện đó là không thể nào xảy ra. Vương Tiểu Minh nhíu mày thật sâu. Hiện tại thứ có thể thay đổi được cục diện hẳn phải chết này chỉ còn lại có tấm gương kia mà thôi. Nếu hắn đã lựa chọn cho cổ tự sát ở trước tấm gương kia, như vậy chắc chắn là sẽ có lý do nào đó. Thế nhưng dường như hắn cũng không muốn cho mình nhìn toàn bộ tấm gương này. Không, không đúng. Nếu hắn không muốn cho mình nhìn tấm gương kia thì hắn có thể đổi góc quay mà. Hắn đâu cần phải để cho mình biết được sự tồn tại của tấm gương kia đâu. Điều duy nhất khiến cho hắn phải làm như thế chỉ có thể là hắn không dám để camera đứng trước mặt tấm gương. Vương Tiểu Minh nghiêm túc nhìn hết toàn bộ mọi thứ, mọi chi tiết, không buông tha bất cứ chỗ nào. Từ đoạn dây thừng đến cái bóng màu đen không đầu, hay là tấm gương, và cả người đang treo cổ trước tấm gương.
Nhìn qua thì thấy những thứ này không liên quan đến nhau, nhưng mà Vương Tiểu Minh lại có một cảm giác mơ hồ nào đó về một mối liên hệ vô cùng cẩn mật giữa bọn chúng. Chỉ do hắn ta thiếu thốn quá nhiều thông tin về những thứ có trong đường dây này nên không thể hiểu được. Lúc này trong lòng của Vương Tiểu Minh đã xuất hiện một cảm giác mong chờ chưa từng có. Hiện tại tôi càng ngày càng mong chờ cậu đấy, Dương Gian. Dương Gian không dừng lại chút nào, tiếp tục thực hiện hành động. Vốn hắn có thể khống chế một cách miễn cưỡng đối với cái bóng đen không có đầu ở sau lưng, nhưng mà giờ phút này hắn đã bắt đầu cảm nhận được sự dao động ở trong cơ thể do mắt quỷ khôi phục lại. Cũng không biết có phải con quỷ chờ không nổi nữa hay là nó muốn khôi phục lại. Không sao hết, Dương Gian không thèm đến sự dao động này. Hắn cảm giác được mọi chuyện quán sẽ xong xuôi trước khi con quỷ trong cơ thể quán kịp khôi phục. Còn sau đó hắn chỉ biết phó mặc cho trời thôi. Đến đúng lúc này, phía trên mặt gương sáng bóng trước mặt của Dương Gian đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Một cái bóng hình người khá mơ hồ, nó đi từ bên trong chỗ sâu của tấm gương đi ra. Sự khủng bố của tấm gương quỷ đã bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Ban đầu cái bóng ở bên trong tấm gương rất nhỏ, nó chỉ lớn bằng khoảng ngón tay cái và xuất hiện ở chính giữa tấm gương. Thế nhưng khi nó đang bước đến trước không ngừng thì cái bóng của nó cũng càng ngày càng lớn, đồng thời càng ngày càng rõ nét hơn. Ngay từ đầu Dương Gian có thể thấy được ở tấm gương có một bóng người màu đen, nhưng mà khi cái bóng này đi được nửa đường thì hắn đã thấy được ngũ quan và chiều cao của nó. Nó tiếp tục đi về phía trước, chờ đến khi cái bóng kia có thể bao phủ được 2/3 diện tích của tấm gương, hắn đã có thể chứng kiến được quần áo trên người của nó. Đây là một bóng người mặc vest màu đen, làn da cũng biến thành màu đen, ngũ quan khá cứng ngắc, mà ngũ quan của nó giống như đúc với Dương Gian. Bóng người bên trong tấm gương cứ đối mặt với Dương Gian như vậy và tiến lên phía trước, dường như sau một tát nữa là nó có thể đi từ bên trong đến đây. Sắc mặt của Dương Gian trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hắn hiểu cái bóng đen ở bên trong tấm gương kia cũng là một con quỷ. Một khi soi gương trong thời gian dài, hắn sẽ bị quỷ ở bên trong tấm gương quỷ này thay thế. Chính hắn tiến vào bên trong tấm gương, mà con quỷ bên trong lại có thể thoát khỏi sự giam cầm của tấm gương và đi đến thế giới bên này. Bắt đầu. Không do dự nữa, giờ phút này cái bóng đen không đầu ở sau lưng hắn giống như là một đám sương mù nồng đậm, chúng chậm rãi chui vào bên trong người quán. Băng lãnh, chết lặng, cứng ngắc. Khi cái bóng đen màu đen xâm nhập vào sau lưng của Dương Gian, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ khu vực đó của hắn đã bị mất đi tri giác, giống như đã chết vậy. Mà khi cái bóng màu đen không có đầu kia chui vào càng sâu bên trong người, Dương Gian lại cảm thấy máu của mình không chảy nữa. Chúng nó dừng lại, mất đi sức sống. Tiếp đó tim của hắn cũng ngừng đập theo. Trừ cái đầu ra thì những bộ phận còn lại của hắn đã coi như chết rồi, đã thành một cỗ thi thể. Đúng vào lúc này, cánh tay của hắn cũng bị mất khống chế và rủ xuống. Theo đó miếng vàng lá cuối cùng của sợi dây thừng cũng bị gỡ ra. Giờ phút này quỷ dây thừng đã bắt đầu khôi phục. Chỉ một chốc lát, Dương Gian lập tức cảm giác được sợi dây thừng thô ráp trên cổ quán đột nhiên co rụt lại, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang liều mạng siết chặt sợi dây này. Lúc này cái cổ quán có cảm giác như là muốn đứt đi vậy. Đồng thời theo sự xâm lấn của quỷ ảnh, toàn bộ máu ở trong người quán ngừng chảy, tim ngừng đập, tiến đến một cảm giác ngạt thở mãnh liệt xông thẳng vào não. Mắt bắt đầu hoa, bắt đầu choáng váng, toàn bộ mọi thứ trước mắt gần như là chuyển thành màu đen. Mặc dù Dương Gian đã chuẩn bị thật tốt cho việc treo cổ, nhưng mà hiện tại khi rơi vào tình trạng như thế này thì bản năng cầu sinh quán lại kích thích đến cho hắn phải dãy giụa không ngừng, dường như là hắn muốn thoát ra vậy. Thế nhưng hiện tại thân thể quán đã không còn là của hắn nữa, nó đã thuộc về quỷ ảnh rồi, cho nên hắn chỉ có thể phát ra thanh âm thống khổ. Thân thể quán cứ như là một cỗ thi thể bị treo cổ vậy, tay chân đã bất lực rũ xuống dưới, đồng thời nó còn hơi lắc lư ở giữa không trung.
Cũng đúng vào lúc này, bóng người bên trong tấm gương quỷ đã chiếm hết toàn bộ tấm gương. Hình dạng, bộ dáng, cách ăn mặc của nó đã biến thành Dương Gian. Khi Dương Gian bị treo cổ lên trên, cái bóng ở bên trên tấm gương quỷ cũng chậm rãi bay lên cao. Sau đó cổ hơi nghiêng lên, tay chân rủ xuống. Nó đang bắt chước lại bộ dáng của Dương Gian khi treo cổ. Giờ phút này Dương Gian vẫn còn chưa chết, mặt hắn lộ vẻ thống khổ vô cùng. Cuối cùng thì hắn cũng đã cảm nhận được loại cảm giác treo cổ tự tử vì chuyện lặt vặt trong cuộc sống, hay là chết do ngạt thở. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, mọi thứ trước mắt hắn dần mơ hồ. Giờ phút này não của hắn phải cố hết sức thì mới có thể suy nghĩ được một cách bình thường. Sắp chết rồi. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút. Trong sự thống khổ, thời gian trôi qua cực kỳ không bình thường. Nó cực kỳ chậm, nhưng mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Gian đã không còn có cảm giác được sự thống khổ, ý thức cũng đang nhanh chóng mất đi. Thời gian trôi qua cũng gần 4 phút, con mắt của Dương Gian mới nhắm lại, không còn động tĩnh. Chiếc giày cũng rơi bịch một tiếng ở trên mặt đất. Nhưng theo tính toán của khoa học, tình trạng hiện tại quán chỉ có bị ngất đi do thiếu dưỡng khí, chứ cũng chưa tính là chết thực sự. Thế nhưng quỷ dây thừng vẫn tiếp tục treo cổ. Lúc này đã không còn có một ai gỡ nó ra để thả hắn xuống, cho nên việc hắn chết ở kết cục đã được định sẵn. Chết sao? Giờ phút này Vương Tiểu Minh có thể thông qua màn hình của điện thoại di động để chứng kiến, khiến cho hắn ta kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ hắn ta đang nghĩ tình huống này có thay đổi không, cũng xem như là giữa đường có thứ gì đó xảy ra thay đổi cục diện phải chết của Dương Gian. Nhưng không có gì xảy ra hết. Dương Gian tiếp tục treo cổ như bình thường, sau đó từ từ chết đi. Thông qua màn hình điện thoại, Vương Tiểu Minh có thể chắc chắn 100% là Dương Gian đã mất đi loại sinh mệnh đặc thù mà người sống nên có. Nhịp tim của hắn đã ngừng, ngón tay cũng bất động, đồng thời thân thể của hắn đã bắt đầu trở nên cứng ngắc. Thời gian đã trôi qua được 10 phút đồng hồ kể từ khi Dương Gian treo cổ. Đến lúc này hắn vẫn không có động tĩnh nào hết. 20 phút sau vẫn không có động tĩnh. 1 giờ trôi qua, hiện tại Vương Tiểu Minh đã có thể chắc chắn Dương Gian đã chết đi. Hắn đã hoàn toàn chết rồi. Có lẽ treo cổ 10 phút đồng hồ thì còn có cơ hội được cứu sống, nhưng mà treo cổ lâu như thế này, Dương Gian đã trở thành một người chết rồi. Vương Tiểu Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến hiện tại trong lòng hắn ta đã bắt đầu cho rằng có thứ gì có thể gây nên biến hóa của thế cục này sẽ không xuất hiện nữa. Dương Gian chết thật rồi, hành động của hắn đã thất bại rồi. Dù sao lúc trước chính miệng Dương Gian đã nói là hắn chỉ có 2 phần cơ hội sống sót. Nói một cách khác, tỷ lệ chết của hắn là cực cao. Cuộc đánh cược này thua rồi sao? Vương Tiểu Minh dùng tay xoa xoa 2 con mắt đã mỏi nhừ vì nhìn điện thoại quá lâu, đồng thời cũng thở dài một hơi trong bất lực. Nhưng hắn ta không tắt cuộc gọi video kia, mà hắn ta cứ để vậy, đồng thời vẫn tiếp tục nhìn. Hắn ta quyết tâm sẽ không cúp điện thoại, trừ khi chiếc điện thoại bên kia của Dương Gian hết pin. Chỉ khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, hắn ta mới kết luận được chuyện này có thành công hay là không. Hắn ta đã chờ đợi nhiều ngày như thế rồi, hiện tại cũng không cần gì phải vội vàng chỉ vì mấy tiếng đồng hồ. Nhưng theo thời gian dần trôi, nửa tiếng sau, ở bên trong video vẫn cho thấy Dương Gian không có động tĩnh nào hết. Tay chân của hắn vẫn rũ xuống vì không có lực, cả khuôn mặt vẫn nhắm tịt và treo cổ trên không trung. 2 giờ trôi qua, mọi chuyện vẫn như vậy. Cỗ thi thể kia không nhúc nhích, dường như cả căn phòng đã bị dừng thời gian. Nếu có ai đó không biết mà chỉ liếc qua một lát, thì chắc chắn người kia sẽ nghĩ rằng Vương Tiểu Minh đang xem một bức ảnh. Cũng tại lúc này, ở vị trí mà điện thoại của Vương Tiểu Minh không cách nào thấy được, bên trong tấm gương quỷ, cái bóng bên trong tấm gương đang bị treo cổ trên không trung. 2 tay 2 chân rủ xuống, khuôn mặt bình thản. Khuôn mặt, động tác của nó đã sớm trùng khớp với Dương Gian. Như vậy nếu dựa theo quy luật bình thường của tấm gương quỷ, đúng ra hiện tại Dương Gian đã chết đi, cho nên hắn sẽ phải được phục sinh ở bên trong tấm gương quỷ
cũng giống như chuyện của Trương Vĩ lúc trước vậy. Sau khi Trương Vĩ chết đi, hắn ta đã lập tức xuất hiện bên trong tấm gương quỷ. Nhưng hiện tại không phải như vậy. Bóng người ở trong tấm gương không hề có động tĩnh nào hết, mà người bên ngoài kia là thi thể của Dương Gian cũng như vậy. Thế nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài của mọi chuyện mà thôi. Trên thực tế lúc này đã xảy ra một cuộc đọ sức giữa quỷ và quỷ, nhưng điều này lại không thể nào nhìn thấy được. Hiện tại quỷ ảnh đang muốn đoạt lấy thi thể của Dương Gian, nhưng nếu có được như vậy thì nó đi qua cửa đầu tiên, đó là quỷ dây thừng. Còn quỷ dây thừng treo cổ thi thể của Dương Gian, cho nên quỷ ảnh không cách nào có thể khống chế nó. Vì thế cuộc đọ sức âm thầm giữa hai con quỷ đã bắt đầu từ lúc treo cổ đến giờ. Cho nên hiện tại quỷ dây thừng giống như đang bị mất hết lực lượng vậy. Hiện tại dù thả nó ra ngoài thì nó cũng chỉ biết biến ra được một sợi dây thừng mà thôi. Chứ theo quy tắc bình thường của con quỷ dây thừng này sẽ biến cả đống sợi dây thừng treo lít nhà lít nhít. Nhưng nhìn qua thì thấy mọi chuyện không có gì thay đổi, cũng không có biến hóa nào. Nhưng mà thực tế lại đang xảy ra một sự thay đổi không hề nhẹ. Quỷ dây thừng đang bị áp chế. Ở bên trong thi thể của Dương Gian, quỷ ảnh đã chiếm được thượng phòng. Nếu muốn áp chế con quỷ dây thừng một cách triệt để thì chỉ việc dựa vào cái bóng đen không có đầu kia thôi là chưa đủ. Giờ phút này ở xung quanh thi thể của Dương Gian đã bắt đầu xuất hiện cái bóng mờ màu đen, mà cái bóng này càng ngày càng đậm thêm, dường như nó muốn biến một vùng ở xung quanh thành một vùng tăm tối vậy. Quỷ ảnh đã bắt đầu khôi phục trở lại. Tí tách. Mà tại thời điểm Dương Gian treo cổ được khoảng 3 tiếng đồng hồ, đột nhiên có một giọt nước màu đen như là mực nhỏ xuống đất từ mũi chân của Dương Gian. Nhưng những cảnh như vậy camera không có quay được, bởi vì sự hạn chế của góc quay, cho nên không thể nào quay được toàn bộ vị trí ở bên trong căn phòng được. Mà giọt nước đen như mực này lại giống như là một phân thân của quỷ ảnh. Nó có lẽ đang bị cái gì đó ép phải xuất ra ngoài thi thể của Dương Gian. Tấm gương quỷ. Lúc này Dương Gian đã chết đi. Nếu dựa theo tình huống bình thường thì đúng là hắn đã phải phục sinh rồi. Nhưng mà do sự tồn tại của quỷ ảnh, toàn bộ những quy trình bình thường kia bị ngăn lại. Hiện tại nếu tấm gương quỷ muốn duy trì được sự bình thường thì việc đầu tiên của nó chính là phải khu trục quỷ ảnh ra khỏi cơ thể của Dương Gian. Có phải là cỗ thi thể của Dương Gian vừa mới động đậy đúng không nhỉ? Giờ phút này Vương Tiểu Minh cũng không biết là do bản thân hắn xuất hiện ảo giác hay là do nhìn điện thoại quá lâu hay không. Đột nhiên hắn cảm thấy vị trí thi thể của Dương Gian đột nhiên xuất hiện một sự sai lệch. Mặc dù sự sai lệch này không lớn, nhưng mà Vương Tiểu Minh vẫn có thể phát hiện ra được. Dù sao thì hắn cũng nhìn từ đầu đến giờ, hình ảnh trong đấy cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên không khó để nhớ. Bên trong một căn hộ cao cấp nào đó của tiểu khu Quan Giang, đây là ngôi nhà mới của hai vợ chồng Vương Bân và Vương Hải Yến. Hiện tại ba người một nhà đang hồi sưởi ấm trong khung cảnh tuyệt vọng, nhằm an ủi lẫn nhau và cho nhau chút niềm tin. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Sàn Sàn với sắc mặt tái nhợt đang ngồi bên trên ghế sofa. Cô đột nhiên nhắm chặt hai mắt, sau đó ngã vật xuống đất. Vương Hải Yến kinh hãi, bà ta vội vàng đỡ Vương Sàn Sàn ngồi dậy từ phía dưới. Con sao vậy? Thế nhưng khi chạm vào thân thể của Vương Sàn Sàn, Vương Hải Yến lập tức giật mình. Vốn dĩ thân thể của cô đã thấp hơn rất nhiều so với cơ thể bình thường, thế nhưng lúc này thân thể cô gái lại cực kỳ lạnh lẽo. Hiện tại Vương Hải Yến đã không thể cảm nhận được chút nhiệt độ nào từ trong cơ thể của người con gái. Vì vậy bà ta nhanh chóng sờ vào ngực của Vương Sàn Sàn. Ngay lập tức Vương Hải Yến nhịn không được phải hét lên một tiếng thật to, sau đó bà ta nhanh chóng thu tay về. Tim của con gái bà đã ngừng đập, cô ta đã chết. Vương Hải Yến lập tức gọi Vương Bân. Anh ơi, mau lại đây, con gái chúng ta xảy ra chuyện rồi. Vương Bân hoảng sợ, ông ta vội vàng chạy ra từ phòng bếp, sau đó đưa tay định bịt miệng của người vợ. Đừng có lớn tiếng, muốn đưa thứ kia đến đây sao? Mặc dù bọn họ không đi vào bên trong phòng an toàn,
thế nhưng bọn họ cũng hiểu được những thứ bên ngoài kia sẽ dùng cách thức gì để giết người. Bất quá khi Vương Bân hiểu được chuyện gì xảy ra thì trong mắt của ông ta cũng lập tức trợn ngược. Con gái đã chết rồi sao? Vương Bân bộ ý thức liền nhớ tới Dương Gian. Đúng rồi, Dương Gian. Tìm Dương Gian hỏi xem sao. Dương Gian chắc chắn sẽ biết được tình trạng của con gái ông ta. Thế nhưng khi Vương Bân vừa định chuẩn bị gọi điện thoại, ông ta đột nhiên sững mất một lát. Bởi vì lúc này ông ta cũng nhớ ra được con gái của ông ta từng đã nói rằng nếu Dương Gian chết, con cũng sẽ chết. Chẳng lẽ Dương Gian chết rồi sao? Dương Gian đâu phải chết thôi đâu. Hiện tại thi thể quán cũng đã lạnh ngắt. Giờ phút này khuôn mặt quán vẫn điềm tĩnh như lúc đầu, chân tay rủ xuống, giày cũng đã rơi mất rồi. Trên cổ còn có một sợi dây thừng cũ kỹ treo lủng lẳng giữa không trung, cứ như vậy không hề nhúc nhích. Thi thể quán đã giữ nguyên tư thế này từ rất lâu. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tiếp theo thi thể quán sẽ bắt đầu hư thối, sinh ra ròi bỏ, cuối cùng chỉ còn lại là một bộ xương khô. Hiện tại đã cách lúc Dương Gian treo cổ tự sát 4 tiếng đồng hồ. Tí tách, tí tách. Những giọt nước màu đen như mực kia rò xuống mặt đất càng ngày càng nhiều. Từ đầu chỉ lâu lâu mới có một giọt, nhưng mà hiện tại nó cũng đã thường xuyên hơn. Trên màn hình điện thoại của Vương Tiểu Minh ngẫu nhiên nhìn thấy được một ít, nhưng nó chỉ thoáng qua, không cách nào có thể nhìn rõ được thứ kia là gì. Lúc nãy thứ xuất hiện ở dưới chân của Dương Gian có phải là thi thủy hay không vậy? Chẳng lẽ nội tạng quán ta đã bắt đầu hư thối và xuất hiện thi thủy? Nhưng Vương Tiểu Minh vẫn kịp chú ý đến chi tiết đó. Hiện tại trong lòng hắn đang nghi hoặc. Theo lý mà nói thì thi thể của Dương Gian sẽ không thể nào hư thối nhanh như vậy được. Có điều tiếp theo Vương Tiểu Minh đã trông thấy được thi thể của Dương Gian xuất hiện một số chuyện khác thường. Thi thể hắn lắc lư, lắc về trước, lắc về sau. Cỗ thi thể bắt đầu đung đưa một cách chậm rãi, nương theo những cú lắc lư của thi thể. Chiếc đèn trần trong phòng bị sợi dây thừng buộc vào cũng lắc lư theo, đồng thời vang lên một tiếng kẽo kẹt. Nếu có người nào đó chứng kiến được cảnh như thế này, đoán chắc người kia sẽ phải hoảng sợ hết hồn. Vốn dĩ cỗ thi thể đã chết mấy tiếng đồng hồ rồi, hiện tại nó lại bắt đầu lắc lư giữa không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Dương Gian đang sống lại sao? Không, không đúng. Không phải thi thể của Dương Gian đung đưa, mà là do sợi dây kia đang lắc lư. Còn người của Vương Tiểu Minh co rụt lại. Hắn ta cũng đã bắt đầu hiểu ra được vì sao Dương Gian lại lựa chọn cách tự sát đặc biệt như thế này. Hắn ta đoán chắc chắn là Dương Gian nắm giữ một loại quy luật nào đó của lệ quỷ, nên lợi dụng loại quy luật này. Còn kết quả của chuyện này như thế nào thì Vương Tiểu Minh không thể nào hiểu rõ được. Lúc này trong lòng quán ta lại bắt đầu dấy lên chút hy vọng. Không thua, Dương Gian còn chưa chắc tựa thua cuộc. Trong video, thi thể Dương Gian đang lắc lư giữa không trung. Lúc đầu nó lắc lư với biên độ rất nhỏ, nhưng mà dần dần nó lay động với biên độ lớn hơn. Mà những giọt nước màu đen trên thi thể của Dương Gian nhỏ xuống lại càng ngày càng nhiều. Sau khi nhỏ xuống đất, những thứ chất lỏng màu đen này cũng không hóa thành một vũng nước, mà nó tương tự như là một sinh vật sống nào đó. Chúng ngọ nguậy ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Mặt đất dần dần bị bao phủ bởi lớp màu đen kia. Chết tiệt, điện thoại sắp hết pin rồi. Ngay khi Vương Tiểu Minh đang chuyên chú quan sát hết toàn bộ những thay đổi ở trong video, hắn đột nhiên phát hiện điện thoại sắp hết pin. Vốn dĩ hắn đang định sạc pin cho điện thoại, khi nghĩ lại thì không làm nữa. Bởi vì nếu điện thoại hắn ta sắp hết pin, như vậy chiếc điện thoại mà Dương Gian đang dùng để quay video kia cũng chẳng còn bao nhiêu phần trăm pin. Mà một khi chiếc điện thoại bên kia hết pin, điện thoại bên này quán ta còn pin nữa hay không cũng vô dụng. Trong lòng quán ta cũng đoán ra được thời gian còn lại của điện thoại, chỉ khoảng 20 phút nữa là điện thoại sẽ sập nguồn. Thế nhưng hắn ta cũng không biết được từng đó thời gian có đủ để xem hết đoạn mấu chốt này nữa không. Bên trong căn phòng tối tăm, cỗ thi thể của Dương Gian được treo ở dưới ngọn đèn neon
vẫn cứ tiếp tục đông đưa, cứ như có một cơn gió vô hình nào đó thổi qua, cho nên cỗ thi thể kia mới lay động. Có điều toàn bộ cửa sổ của căn phòng đã bị đóng chặt, không thể có cơn gió nào thổi vào bên trong được. Mà giờ khắc này, thi thể lay động trên không trung của Dương Gian dường như đã đạt đến giới hạn rồi. Nó lại tiếp tục lay động như cũ, nhưng mà lần này lại khác. Do biên độ lay động của cỗ thi thể quá mạnh, nên chân của Dương Gian đã đụng phải mặt kính bóng loáng của tấm gương. Ngay khi vừa chạm vào tấm gương quỳ, hai chân của cỗ thi thể bị dính lại đó, không cách nào thoát khỏi. Bởi vì tấm gương quỳ dính lại nên động tác lắc lư bị đình trệ. Giờ phút này thi thể của Dương Gian đã dùng một phương thức khác bình thường, treo nghiêng ở trên không trung. Sợi dây thừng ở trên cổ quán đang căng cứng, nó chặt giữ chiếc cổ quán, dường như nó đang cố ngăn cản việc cỗ thi thể bị tấm gương hút vào bên trong vậy. Cũng ngay lúc này, khuôn mặt bình thản của Dương Gian đột nhiên trở nên run rẩy. Sau đó trên thi thể quán bất chợt xuất hiện những dịch thể màu đen. Thì ra là vậy. Sau khi chứng kiến được một màn xảy ra như thế, giờ phút này Vương Tiểu Minh rốt cuộc cũng đã hiểu được những thứ gì đó. Hắn ta chấn động đến mức phải đứng dậy, khiến cho toàn bộ người trong phòng an toàn phải kinh hãi nhìn hắn ta. Hắn ta cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của đám người. Giờ phút này Vương Tiểu Minh đã vô cùng kinh hãi. Mặc dù không thể nào khẳng định suy đoán kia, nhưng hắn ta đã hiểu được mục đích thực sự của Dương Gian là gì. Nếu hắn ta đoán không sai, Dương Gian đang muốn lợi dụng những đặc tính của mấy con quỷ này để tạo ra sự mâu thuẫn. Mối mâu thuẫn này sẽ khiến cho các con quỷ kia phải xung đột với nhau, từ đó khiến chúng phải giao tranh với nhau. Nhưng cũng như vậy chưa ổn được, hắn còn thiếu một điều nữa, đó chính là sống sót. Cứ cho là mối mâu thuẫn mà hắn tạo ra có hoàn mỹ đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà hiện tán chết rồi thì làm sao mà sống được. Nói tới đây, Vương Tiểu Minh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Trương Vĩ. Nếu như người chết cũng có thể hồi sinh lại thì sao? Ngay lúc này, chiếc dây thừng trên cổ của Dương Gian cũng dần dần bị chất lỏng màu đen thấm vào bên trong, khiến cho nó biến thành màu đen nhánh khá quỷ dị. Thật ra thứ màu đen kia cũng không phải là loại chất lỏng nào đó, mà chính là bộ phận của quỷ ảnh. Chỉ là thứ này có chút nồng đậm quá, chúng giống như là mực đen vậy. Rắc một tiếng, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ. Sau khi bị lớp chất lỏng màu đen bao phủ toàn bộ, vốn dĩ quỷ dây thừng đang treo cổ của Dương Gian lại đột nhiên mất hết lực lượng, sau đó nó lập tức rũ xuống trên không trung. Rốt cục, sau khi quỷ ảnh khôi phục lại thì quỷ dây thừng đã bại lui. Nó không cách nào có thể áp chế được quỷ ảnh khi quỷ ảnh chiếm được cơ thể. Hơn nữa hiện tại quỷ ảnh đã khôi phục lại. Không những thế, quỷ dây thừng còn mất đi cả trì lẫn trải, hiện tại nó đã bị quỷ ảnh khống chế. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, nhiệm vụ của quỷ dây thừng đã hoàn thành. Ngay khi quỷ dây thừng bị rũ xuống phía dưới, thi thể của Dương Gian đột nhiên đứng dậy giữa không trung. Sau đó cả người quán chạm vào mặt của tấm gương quỷ, nghe bịch một tiếng. Đây lại không phải là do cỗ thi thể đụng vào tấm gương quỷ, mà là do nó bị tấm gương hút lại. Hiện tại cuộc chiến này mới gọi là chính thức bắt đầu, là thời kỳ mấu chốt. Đây là thời khắc có thể khiến cho quỷ ảnh và tấm gương rơi vào bên trong vòng lập vô hạn. Chỉ có như vậy mới khiến cho cả hai con quỷ mới lâm vào tình trạng ngủ sâu. Một khi thành công, Dương Gian có thể được hồi sinh lại tử vong. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại di động của Dương Gian lập tức bị hết pin và tự động sập nguồn. Vương Tiểu Minh chỉ vừa nhìn thi thể của Dương Gian đã bị tấm gương kia hút vào thì cuộc gọi bị cắt đứt. Từ khi Dương Gian bắt đầu treo cổ đến hiện tại cũng đã trôi qua gần 4 tiếng. Thi thể quán đã bắt đầu xuất hiện những thi bàn. Cũng không biết có phải hắn sử dụng quỷ dây thừng để treo cổ hay không, mà số lượng thi bàn trên cơ thể hắn lại nhiều hơn so với người chết bình thường khác. Lớp thi bàn trải rộng ở trên toàn bộ thân thể quán. Nhưng so với cái này thì chuyện đang diễn ra giữa hai con quỷ kia mới gọi là quỷ dị, khủng bố. Thi thể của Dương Gian áp mặt vào tấm gương cao bằng một người trưởng thành, bị dính chặt ở trên đó. Nếu nhìn xuyên qua góc của tấm gương thì có thể thấy được bên trong tấm gương
đột nhiên hiện ra rất nhiều cánh tay khủng bố. Những cánh tay này đã hư thối cấp độ cao. Có một số cánh tay giống như là bị ngâm ở trong nước mấy ngày liền, trở nên sưng vù và biến thành đen sì. Đồng thời trên cánh tay này chảy ra những thi thủy tùm lum. Có cánh tay thì vừa trắng bệch vừa cứng ngắc, có cái thì lại đen sì vì cháy. Những cánh tay này có lớn có nhỏ. Nhỏ thì bằng cánh tay của đứa trẻ sơ sinh, lớn thì như cánh tay của ác quỷ. Nhưng có một đặc điểm chung, chính là mọc đầy những móng tay đen sì. Một cánh tay đều tỏ ra nôn nóng, chúng không kịp chờ đợi mà liên tục đụng vào mặt gương, dường như là chúng muốn vươn cánh tay ra ngoài để kéo cỗ thi thể của Dương Gian vào bên trong. Ban đầu theo quy tắc của tấm gương quỷ, một khi lưu lại hình bóng trên tấm gương, khi chết đi sẽ được hồi sinh lại bên trong tấm gương. Nhưng mà tình huống của Dương Gian thì lại không giống như vậy. Mặc dù hắn đã chết, nhưng thi thể quán đã bị bóng quỷ khống chế, cho nên không thể nào phục sinh lại một cách thuận lợi được. Mà nếu hắn không phục sinh được, như vậy cũng có nghĩa là những con quỷ ở bên trong tấm gương sẽ không thể nào thoát khốn được. Từ chuyện lúc trước của Trương Vĩ đã đủ thấy, ở phía sau của những cánh tay bên trong tấm gương quỷ đều là những con ác quỷ thần bí và khủng bố. Hơn nữa số lượng ác quỷ trong đó lại cực kỳ kinh người. Tấm gương quỷ này vừa thần bí vừa quỷ dị, đang bị vô số cánh tay ác quỷ đập đụng chạm vào mặt gương, nhưng mà chúng không cách nào có thể khiến cho tấm gương này phải chịu tổn thương dù chỉ một chút. Dường như là những cánh tay kia chỉ là hình chiếu vậy, cho nên nó biểu hiện hung hãn cỡ nào thì đều không cách nào có thể tạo thành thương tổn đối với thực thể. Nhưng ở chính giữa tấm gương quỷ này chính là một cái bóng giống như đúc Dương Gian. Nó cũng nhắm chặt hai mắt, bình thản dán chặt vào mặt gương. Cỗ thi thể của Dương Gian ở bên ngoài tấm kính và cái bóng bên trong đã trùng hợp lại với nhau, gần như là hợp lại một thể. Nhưng giữa hai bên vẫn còn cách nhau một bởi tấm kính đơn bạc. Nhìn qua thì chắc ai cũng nghĩ là cái bóng trong tấm gương chính là hình chiếu của Dương Gian, nhưng mà thật ra nó cũng không phải như vậy. Cái bóng bên trong tấm gương của Dương Gian là do quỷ lệ biến thành. Mục đích của nó là cần trao đổi với Dương Gian để bản thân nó thoát ra bên ngoài, như vậy nó có thể được tự do và rời khỏi tấm gương. Nhưng dù cho bên trong tấm gương có vô số cánh tay đang hút thi thể của Dương Gian, hoặc là con quỷ kia biến thành bộ dạng của Dương Gian y như đúc, chúng lại không thể nào lôi kéo thay thế cỗ thi thể của Dương Gian vào bên trong tấm gương quỷ. Tất cả chỉ là vì có sự tồn tại của quỷ ảnh. Cũng không biết từ lúc nào mà toàn bộ chất lỏng màu đen chảy xuống từ thi thể của Dương Gian đã bao phủ toàn bộ căn phòng này. Những thứ này đều là một phần thân thể của quỷ ảnh. Giờ phút này những đống chất lỏng ở trên mặt đất này đột nhiên ngọ nguậy, trông chúng giống như là một bóng người nằm trên mặt đất và dãy ruộng. Rất nhanh, cái bóng màu đen này bắt đầu đứng dậy từ từ, tiếp đó bắt đầu bao phủ đến trước đá đỡ của tấm gương quỷ, cuối cùng là bao phủ toàn bộ mặt kính. Quỷ ảnh đã cướp đi thi thể của Dương Gian, nhưng nó cảm thấy chưa đủ. Hiện tại nó có thể cướp luôn những con quỷ ở bên trong tấm gương quỷ. Dường như so với thi thể của Dương Gian thì những con quỷ bên trong tấm gương quỷ này mới phù hợp với những gì mà quỷ ảnh yêu cầu. Thế nhưng cho dù quỷ ảnh có bao phủ hết toàn bộ tấm gương quỷ đi nữa thì nó cũng không cách nào có thể chui vào bên trong tấm gương được. Dường như là tấm gương có một thứ gì đó đã ngăn cản. Lệ quỷ bên trong tấm gương sẽ không thể nào ra ngoài được, đồng thời con quỷ cũng sẽ không thể nào chui vào bên trong. Nhưng mà Dương Gian lại là một điều ngoại lệ. Hiện tại thi thể của Dương Gian đã trở thành một cầu nối duy nhất giữa hai thế giới, thế giới bên trong tấm gương và thế giới bên ngoài tấm gương. Đồng thời quỷ ảnh và tấm gương cũng muốn tranh đoạt thi thể quán. Thời gian chậm rãi trôi qua, cỗ thi thể âm u đầy tử khí của Dương Gian vẫn tiếp tục dính ở phía trước mặt tấm gương quỷ, không hề có một chút dấu hiệu nào cho thấy hắn đang phục sinh trở lại. Điều này cho thấy rằng hiện tại quỷ ảnh vẫn còn đang chiếm ưu thế, đồng thời nó cũng không bị những con quỷ bên trong tấm gương đụng tới. Chỉ là ưu thế ngắn ngủi, điều này cũng không đại biểu cho việc thắng lợi lâu dài. Quỷ ảnh đã khôi phục lại, mặc dù rất khủng bố, khủng bố đến mức có thể khiến cho nó không cần phải kiêng nể bất cứ điều gì mà chiếm lấy thân thể của lệ quỷ, đồng thời chắp vá thân thể kia thành của nó. Nhưng hiện tại nó cũng không thể nào trưởng thành một cách thuận lợi như quỷ ảnh ở bên ngoài. Dù bên trong tấm gương quỷ có nhiều quỷ thật, nhưng
nó lại không thể chui vào bên trong để bắt được. Ưu thế của nó là không cách nào phát huy ra được. Vì vậy hiện tại thứ mà quỷ ảnh có thể khống chế chỉ là thi thể của Dương Gian mà thôi. Rất nhanh, thi thể lơ lửng ở giữa không trung của Dương Gian bắt đầu có sự biến hóa. Vốn dĩ mặt gương cứng cáp kia đột nhiên xuất hiện những tia gợn sóng. Tiếp đó thi thể của Dương Gian chậm rãi chìm vào trong gương, dường như là thi thể quán đã bị tấm gương quỷ ăn đi. Vô số cánh tay khủng bố ở bên trong cũng không chờ đợi thêm được nữa, chúng ngay lập tức nắm lấy quần áo của Dương Gian để kéo thi thể quán vào bên trong nhanh hơn. Cũng đúng vào lúc này, bóng Dương Gian ở bên trong tấm gương cũng bắt đầu xuất hiện động tác mới. Hai chân nó bước nhanh đi, dường như là đang chuẩn bị thoát ra khỏi tấm gương. Lúc này toàn bộ chất lỏng màu đen đang bao phủ ở bên trong tấm gương quỷ lại chậm rãi lui lại. Tiếp đó, lớp chất lỏng màu đen này nhanh chóng thấm vào bên trong thi thể của Dương Gian. Tiếp đến, vốn dĩ thi thể của Dương Gian đang chìm dần dần vào bên trong tấm gương lại bị lôi ra ngoài. Trời ạ, vậy mà tấm gương quỷ và quỷ ảnh đang mượn thi thể của Dương Gian để tiến hành một cuộc đọ sức qua lại dai dẳng. Chỉ tiếc là không có ai chứng kiến được một màn khủng bố như vậy, bởi vì điện thoại di động đã hết pin, nó không thể nào quay lại được nữa. Mà bên trong biệt thự lại không hề có một ai, xung quanh lại càng yên tĩnh đến đáng sợ. Thỉnh thoảng cũng có vài bóng người đi ngang qua, chắc chắn đó không phải là con người ở xung quanh đây, mà là quỷ anh ở giai đoạn nào đó. Chúng đang du đãng không có mục đích, cho nên sẽ không có một ai xâm nhập được vào bên trong căn phòng này một cách bất ngờ. Vì vậy không có ai thấy được cảnh này. Ngay khi hai con quỷ đang tiến hành cuộc chiến đấu thì bên trong phòng an toàn, Vương Tiểu Minh nắm thật chặt chiếc điện thoại di động đã hết pin ở trong tay với bộ dạng cực kỳ không cam tâm. Điều khiến cho hắn ta cảm thấy không cam tâm ở đây cũng không phải là việc Dương Gian thành công hay là thất bại, mà chính là bản thân hắn lại không thể nào chứng kiến tận mắt một nghi thức khủng bố như thế, không thể nào biết được kết quả nó có diễn ra như thế nào. Điều này mà nói, nó chẳng khác gì một cực hình đối với vị giáo sư chuyên nghiên cứu về lệ quỷ như hắn ta. Nhưng đối với hành động này của Dương Gian lại mở cho Vương Tiểu Minh một ý tưởng mới về cách khống chế lệ quỷ hoàn toàn khác, một cách thức có xác suất thành công cực kỳ thấp. Thế nhưng một khi thành công, nó lại sinh ra một vị ngự quỷ nhân đáng sợ hơn nhiều. Chỉ là phương pháp này của Dương Gian tồn tại quá nhiều nhân tố không ổn định, hắn lợi dụng quá nhiều con quỷ, mà sau khi diễn ra cuộc chiến giữa một đống lệ quỷ, không có một ai biết được kết quả của cuộc chiến này là như thế nào. Mặc dù hành vi của hắn không thể tưởng tượng được, nhưng mà hiệu quả của hành động này lại không mưu mà hợp với nghiên cứu giai đoạn 2 về quan tài quỷ của mình. Ánh mắt của Vương Tiểu Minh khẽ đảo, trong lòng hắn có một cảm giác khâm phục đối với Dương Gian. Trên đời này còn có người thông minh như vậy sao? Sự biến hóa về tâm lý của Vương Tiểu Minh lại không hề có liên quan gì đến những người khác. Hiện tại bên trong phòng an toàn đây là một mảng tâm sự nặng nề. Giang Diễm ngồi ôm chân, co ro trong một cái ngách. Trong đầu của cô lúc này đều nghĩ về chuyện của Dương Gian. Trường Vĩ ở bên cạnh thấy thế liền an ủi: "Chị à, chị cứ yên tâm đi, chỉ cần dựa vào thao tác của đại ca, cậu ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu." Giang Diễm hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhất thời cô chứng kiến được đũng quần của Trương Vĩ đang nhô lên một cục, đồng thời thấy được bộ mặt nghiêm túc quan tâm đến cô của hắn. Lập tức cô dùng tay tát cho hắn một cái và mắng: "Đồ biến thái, tôi là người của Dương Gian rồi, cậu cách xa tôi một chút đi." Trương Vĩ dùng tay xoa xoa khuôn mặt đau đớn, đồng thời ngu ngơ hỏi Trương Hiển Quý: "Cha, có phải con đã sai điều gì rồi không?" Trương Hiển Quý thấy đũng quần của Trương Vĩ thì tức quá, lại tát cho hắn thêm một cái và mắng to: "Thằng khốn nạn, tên tiểu tử thối này, lúc này là lúc nào rồi mà còn phát tình với Giang Diễm được chứ? Giang Diễm này là ai chứ? Cô ta là người ở cùng với Dương Gian mấy tháng trời, nếu bảo giữa hai người không phát sinh ra mối quan hệ gì đó thì ông ta không thể nào tin được." Trương Vĩ muốn khóc, dùng hai tay bừng má: Tôi đã sai gì chứ?" Cú tát vừa nãy của cha hắn ta mạnh hơn của Giang Diễm cho nên đau hơn. Giờ phút này Trương Vĩ đột ngột cảm giác được cái gì đó, hắn ta đưa tay xuống sờ sờ vào đũng quần. Tiếp đó hắn ta lôi ra một chiếc hộp bằng vàng. "Nãy giờ mình có mở cái hộp này ra đâu nhỉ?" Trương Vĩ có chút nghi ngờ, dường như lúc nãy có thứ gì đó chống cái nắp hộp lên, có thứ gì đó ở bên trong muốn chạy ra ngoài, nhưng mà hiện tại nó lại không có động tĩnh gì nữa.
Thế nhưng khi hắn ta đưa lên nhìn thì phát hiện cái khóa ở trên hộp đã bị đứt, đồng thời những lớp vàng lá bọc xung quanh cũng bị xé rách ra. Bên trong lộ ra một mảnh da màu nâu, đó là một góc của một tấm da. Trường Vĩ nhanh chóng dùng tay nhét nó vào bên trong, sau đó đóng chiếc hộp lại. Tấm da lại tiếp tục nằm yên ở trong chiếc hộp. Chỉ là giờ phút này ở bên trong không gian tối tăm của chiếc hộp, bên trong tấm da lại xuất hiện một dòng chữ mới. Hắn ta sắp thành công rồi. Nhưng mà vì sao hắn ta lại không mang ta ở bên người? Ta đã mất đi một cơ hội cực kỳ tốt, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo. Chỉ là dòng chữ kia biến mất rất nhanh trong bóng tối. Chiếc hộp vàng kia cũng không hề truyền ra bất cứ tiếng động nào cả. Mình xin ngừng tập này đến mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy bớt chút thời gian để like và comment tương tác với kênh ở bộ truyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào.